Ok, hello anh em nhá. Hello anh em, hello anh em. Và chúng ta sẽ lại chơi cái cua hát con qua tiếp anh em nhá. Đây nè. Hello bạn Quyền Blue nhá, hello anh em. Chúc bạn buổi tối vẻ ok. thank you anh em. Đây. Hôm qua tôi dừng ở chỗ này đây, đúng không? Để xem thử tắt wiki chưa, chưa, chưa. Ok rồi. Đây hôm qua chúng ta dừng ở chỗ này đây anh em ạ. Nói chung là xung quanh đây cũng không có cái gì nhỉ. Ok, mà thực ra là sau cái buổi hôm qua tôi mới nhận ra đó là hôm qua tôi chả làm được cái mẹ gì anh em ạ. Thế nên là tôi nghĩ là hôm nay tôi cần phải làm một cái điều nó có ích. Chứ mà tôi cảm thấy hôm qua kiểu cảm thấy hôm qua hôm qua mình chả làm được quá luôn anh em ạ. Vậy nên là hôm nay là chúng ta sẽ đi xây nhà anh em nhá. Thì bây giờ tôi đang phân vân. Tôi đang phân vân là tôi không biết là tôi nên đi xây nhà hay là tôi nên đi hầm mỏ. Thì anh em thích cái nào thì anh em thử comment tôi xem cái nhá. Anh em thích cái nào tôi chiều anh em. Phải từ từ anh em, phải từ từ thì mới có thêm một vài anh em nữa vào xem. Ô này mà trời nó cũng sắp tối này. Nhưng mà chả sao, sao tôi cũng có giường rồi mà, nên tôi cũng chả lo lắm. Hôm nay trời lạnh quá anh em ạ, hôm nay tôi ra ngoài mà nó lạnh hết cả chân tay tôi luôn. Ui, lạnh. Thì bây giờ thật sự là bây giờ tôi đang ngồi mà tôi không bật quạt đấy anh em ạ. Tôi đang ngồi mà không bật quạt luôn. Tôi không bật quạt cho nó ấm anh em ạ. Nói chung là chúng ta chặt một chút cây trước. Cây chặt một chút. Hello anh em, hello tất cả anh em vào xem nhá. Hello mấy anh em. Giờ gọi tôi đi ngủ tí anh em ạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Hình như hôm nay là ngày 5 rồi đúng không? Để xem thử nào. Hôm nay là ngày 5 rồi anh em ạ. Thì chúng ta sinh tồn qua 5 ngày rồi đấy, sinh tồn qua 5 ngày mà không có nhà luôn đấy. Xịn không? Hello anh em An, hello anh em. Thôi rồi, vậy thì tôi đã đi tìm cái hàng chứ anh em nhé. Tôi đi tìm cái hàng đã anh em ạ. Bởi vì thật sự là chơi hardcore thì theo tôi nghĩ là bộ giáp quan trọng hơn là cái nhà đấy. Nhờ, nhà tôi đi tìm cái hàng trước. Ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Tôi tính đến đây à, tôi tính đến năm nay là cũng cũng tròn cũng 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 tròn 80 tuổi rồi anh em ạ, tròn 80 tuổi rồi. Cũng không biết là còn sống được bao lâu nữa. Thì kiểu là dù sao tôi cũng già rồi ấy, nên là tôi biết là tôi cũng không còn gọi là cũng không còn sống là lâu. Nên là cũng cố gắng livestream với anh em để có vui với anh em. Kiểu thế, ít trước khi mình đi mình có phải để lại cái gì có ích ấy, đấy, kiểu thế. Anh em ủng hộ á. Ok, thank you anh em. Trời ơi, thế thì tốt quá. Tôi đi cho nó rậm rạp nhỉ. Tôi trèo trên này, tôi đi cho nó ấy này, nó sáng này đúng không? Đấy, đi cái này có phải thích không? À. Hình như là tôi vừa thấy có một ngọn núi ở đây này. Ôi đấy. Chuẩn rồi này. Tôi chắc là tôi sẽ trèo trên núi làm sao anh các bạn. Tôi khá là thích núi. Thật hả? Thật mà anh em, thật mà anh em nghe giọng tôi mà anh em không nhận ra tôi là 80 tuổi à? Cái giọng tôi này mà anh em nghe mà anh em cũng không nhận ra, buồn cười. Đây để tôi nhảy phát em nào. À, ok lên rồi. Không biết là hiện tại mình đang ở tầng 87 nhờ. Mình đang ở tầng 87 mà thực ra nếu mà mình xây nhà núi ấy, trong chốc nữa mình cần cây mình chạy xuống mình chặt đấy. Úi rồi là khó khăn lắm đây các bạn. Mà không biết là tôi có hạt giống cây không nhỉ, trong người tôi mà không có một hạt giống nào cơ. Uầy uầy, đây đảo bay đây các bạn. À này, tôi thấy ở trên này nó có cây luôn này, này có đảo bay luôn này. Thứ hai là mình xây nhà ở trên cái đảo bay anh em nhỉ. Ông livestream lâu chưa? Chưa. Tôi vừa mới livestream được có tầm 5 phút thôi. Tầm 5 phút đấy. Kiểu là tôi đợi tầm 2-3 phút thì tôi đợi cho anh em vào đấy. Xong rồi tôi mới livestream. Xây nhà trên này anh em nhỉ? Sao anh em? Hay là mình xây nhà này? 80 tuổi rộng lớn hơn á. Ủa, dòm 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 dòm. Chào anh. Úi dồi ôi.
Ok. Thôi, chắc là chúng ta cứ phải đi hang động trước đi. Hello cu. Ok. Hello anh. Xây đi á. Ok. Vậy xây nhá. Xây thì xây. Giờ thì anh em thích cái gì tôi chiều em luôn. Xây thì xây. Tôi thật với anh em là tôi là một trong những gọi là một trong những Minecraft, một trong những Minecrafter hardcore mà xây nhà rất là đẹp. Thì nếu mà anh em nào mà xem tôi ở trên trên YouTube là anh em cũng biết rồi. Tôi có xây cả một hòn đảo thần tiên luôn. Chơi Minecraft Pixel Mon á, Pixel Mon thì nó mod đúng không? Mod thì chung là mod thì hiện tại là tôi mới chỉ chơi thử qua RL Craft thôi. Chứ mà tôi chưa có chơi thử mấy cái như kiểu là Pixel Mon là các thứ. Nên là tôi cũng không biết. Chữ Mai á? Mai là sao? Đi Mai á? Thôi anh em cứ viết là Mai thì dễ hiểu rồi. Thôi rồi anh em ạ, nếu vậy chắc có gì là tôi sẽ xây cái nhà trước anh em nhá. Tôi sẽ xây cái nhà ở đây đi. À, được rồi. Đây để tôi thể hiện skill xây nhà cho anh em xem này. Tôi xây biệt thự cho anh em xem nhá. Thì nói chung là dù là có xây biệt thự hay là xây cái gì ở đầu tiên chúng ta đều cần gỗ trước đúng không? Đấy. Tôi sẽ cần có ván gỗ bằng sao này. Sau đó chúng ta cần phải phải chọn vị trí anh em ạ. Đây này, tôi thấy cái chỗ này đúng là kiểu là nó rất là thiên thời địa lợi anh em ạ. Đây này. Nhà tôi sẽ xây ở đây. Thì cái nhà của tôi chung là nó là một cái nhà rất là đẹp. Tôi sẽ xây ra 5 ô anh em nhá, 1 2 3 4 5. À đây. Đây nhá, thì nó có một kinh nghiệm mà tôi xây nhà nhiều tôi biết. Đó là mình không nên xây ở ngoài vách cái này anh ạ, bởi vì xây vậy thì mình trông xây đa lắm. Đấy, mình xây nó vào trong này này. Đấy, xong mình xây ra. 1 2 này, 3 4 này. 5. Đấy. Đây biệt thự đây anh em nhá. Thì cái này là biệt thự theo một phong cách gọi là đơn giản. Thì nếu mà anh em nào mà kiểu là cũng có quen sống cuộc sống sang chảnh ấy. Ở cái gì đấy? Em chào anh. Đấy, thì anh em có thể xây thử. Do mà đánh khá là đau anh em ạ. Đi chu du á. Giáp ông xịn á. Giáp tôi xịn á. Ôi. À may quá, tôi cứ tưởng cái này là lời nguyền ràng buộc bảo vệ khỏi vụ nổ à. Nói chung là giáp tôi cũng cái giáp này là hình như là tôi loot được ở đâu ấy nhở? Thì tôi cũng quên luôn rồi anh em ạ. Giáp này tôi loot được ở một cái cổng địa ngục hay sao ấy. Đây nhá, sau khi mà anh em có vấn đề này này là bây giờ là anh em xây tường. Thực ra xây tường ấy thì thường là nó có hai sự lựa chọn, một là tôi dùng thân cây, còn hai là tôi dùng đá ấy, các bạn. Ừ, thôi thì tôi dùng thân cây đi. Bởi vì chốc đá tôi sẽ xây cái tường ở bên cạnh sau. Còn tôi xây cột thì tôi xây thân cây đi nhỉ. Đấy, mình xây thân cây lên anh các bạn. Ba thân cây rồi. Bởi vì tôi cũng không có đấy, thân cây luôn rồi. Có ba thân cây thế này. Có ba thân cây này trông nó hơi đần đần đúng không? Trông nó hơi thấp thấp anh các bạn. Shatter đang dùng có nhẹ không á? Thực ra là tôi đang dùng thì tôi thấy là nó mượt. Nhưng mà tôi cũng không biết nữa anh em ạ. Thật sự là tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu mà theo tôi được biết đấy thì là bản Shader này nói chung là nó không có nhẹ đâu. Không có nhẹ đâu anh em ạ. Vậy nên là anh em thử lên YouTube ấy, xong anh em thử tìm những cái bản Shader khác nó nhẹ hơn nhá. Nhưng mà cái Shader này thì tôi nghĩ là thì chắc là laptop, chắc là nó sẽ hơi khó, chắc là nó sẽ hơi hơi khó. Đấy, chung là tôi cũng đã xong được cái bề ngoài của cái biệt thự đấy nha. Bây giờ tôi làm cái cửa. Tôi làm cái cửa à? Làm cái cửa đúng rồi, đây á. Đây các bạn. Nhầm nhầm. Bởi vì biệt thự mà đúng không? Nên là cái cửa của chúng ta nó cũng phải là cửa biệt thự anh em ạ. Ố. Ô để có nhận đấy, tôi mong là tôi ra được hai ôi, có hai con luôn à? Ôi ôi, từ 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 từ. Trời ơi, phải cẩn thận đây nha. Chứ mà nó hất tôi xuống dưới gọi là xuống cái vực cả chết đấy, phải cẩn thận, phải cẩn thận, phải cẩn thận. Quái nào? Đây 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 đây. Thế nào mà tôi không đánh được nó nhỉ? À đây rồi anh em ạ. Ok rồi. Ông này đây rồi, tìm mãi á. Thì 10 giờ tôi mới livestream mà anh em. Anh em yên tâm tôi nói là làm mà anh em. Anh em đừng lo. Tôi phun đồ rồi anh em ạ. Tôi vứt cái gì ấy nhỉ? Đây tôi vứt thịt thối rữa đi anh em ạ. Tôi chả cần đâu đúng không? Vừa nãy nó có cái mạng điện đây đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhặt được rồi anh em ạ. 27 người xem. Chắc chắn với anh em là anh em xem tôi là một lúc nữa là anh em có thể có một giấc ngủ cực cực ngon luôn anh em ạ, bởi vì tôi chơi cực kỳ chill.
Tôi sẽ đây đặt vào đây. Đây anh em ạ, đây là cái lối vào của mình nhỡ. Thế nhưng mà quá ra mà mình vào bằng cái lối sida này nhở. Tôi thấy nó hơi sida anh em ạ. Đáng ra là đây, tôi sẽ cho quay ở đây đi nhở. Mình quay thì mình quay mặt ở đây chứ. À không không, à, mình quay mặt ra phía mặt trời đi anh em ạ. Đây, tôi để cái cửa ở đây nhá. Thế còn bên này là tôi để cửa sổ này. Đấy, tôi để cửa sổ rồi. Discord hả? Biệt thự tí hon á. Không anh em ạ. À, cái biệt thự này là biệt thự to đấy. Thế nhưng bởi vì là tôi đang chơi kiểu là bởi vì cái thằng nhân vật của tôi to quá ấy, nên là anh em ấy thế là nó nhỏ thôi. Chứ mà thực ra này to lắm ấy, thật. Thật to mà. Bây giờ chúng ta làm cái máy anh em nhá. Thì làm cái máy nói chung là làm rất là đơn giản anh em ạ. Thì tôi có mấy kiểu máy này, đó là tôi sẽ làm thang này. Tôi sẽ làm cái cầu thang gỗ trước. Xong rồi tôi sẽ làm đến cầu thang đá anh em ạ. Tôi sẽ làm cái cầu thang đá. Tôi vứt cái gì được nhở? Tôi vứt cái đây. Tôi đặt cái giường ra anh ạ. À đấy, tôi mang giường vào nhà đặt luôn đúng không? Đấy. Đẹp rồi đấy. Đây anh ạ. Bây giờ chúng ta xây máy, chúng ta xây cái này nhá. Chúng ta dùng cầu thang gỗ trước này. Để tôi đọc ấy tí em nào. À, lúc nãy đây chúng ta dùng cầu thang gỗ và chúng ta xây bên này trước này. À, ta xây ngang ở bên này trước, xây dài ra một ô vậy em nhá, mình trông nó đẹp hơn. Đây này, thế còn cái bên này phải cẩn thận đây này, chứ không là mình rơi vực cái là mình toang cái này. Đây tôi lên trên này này, tôi đứng ở đây đặt này. Đó. Ui đây nha, tôi cần phải làm thêm đã chứ mà hơi ít rồi. Tôi sẽ đặt nó vào đây. Đó. Xong rồi xây rộng nó ra. Rồi đấy. Xong bây giờ chúng ta cùng trèo lên trên mái các bạn ạ. Tôi có đất không nhỉ? Đây, tôi sẽ dùng dùng len cừu đi anh ạ, tôi dùng len cừu trèo lên. Đấy, tôi trèo lên. Đây này thì mái ở đây, thì mái ở đây mình xây thế nào ấy nhỉ? À. Tôi nhớ rồi anh em ạ, thì chúng ta sẽ dùng cái cầu thang đá cuội trước nhá. Và chúng ta sẽ xây cái này. Chúng ta sẽ xây cái này. Sau đó là chúng ta dùng cầu thang gỗ và chúng ta xây ở viền bên ngoài anh em ạ. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái viền nó rất là đẹp. Thế còn ở cái chỗ giữa này này, chúng ta dùng đá cuội đặt nó vào. Đấy, mình đặt như vậy anh em ạ. Bên này cũng vậy này. Đó. Xong rồi tới đây là dùng cầu thang đá cuội này. Xong bên này cũng vậy này, cầu thang đá cuội này. Xong rồi cầu thang gỗ ở đây này. Đó. Bên này cũng thế. Đấy. Hợp lý không anh em? Quá hợp lý luôn. Xong rồi tới đây nhá, là anh em dùng cái cầu thang gỗ và anh em xây nó ngược lại. Đấy, nó ngược vào như vậy đấy. À, còn bên này mình cũng làm tương tự như vậy đấy. Đặt cầu thang đá ra này. Từ từ đã anh. À mà thôi 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 thôi. Tôi tiện là tôi đang ở trên mái, tôi xây nốt luôn anh em nhở. Chứ mà bây giờ tôi xuống tôi đi ngủ xong rồi thì ôi giời ơi. Ôi giời ơi, quái nào ở đây anh em ạ. Quái đã bắt đầu nó lẩn vẩn xung quanh nhà tôi ở đây anh ạ. Ok ở đấy, bây giờ tôi sẽ đứng ngủ anh em ạ. Ôi cái gì đấy? Tôi đang mải đọc bình luận của anh em. Thằng nó láo thật anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ lên xây tiếp anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ dùng cái này. À đây tôi sẽ dùng len trèo lên này. Đây anh em nhá. Ở giữa này là chúng ta. À đây. Thực ra chúng ta sẽ cần phải sửa lại chỗ này một tí anh em ạ. Chúng ta cần phải sửa lại cái chỗ giữa một tí. Thì là cái chỗ giữa ấy, chúng ta dùng gỗ luôn anh em ạ. Chúng ta dùng gỗ cho đẹp. Tôi lấy gỗ ra. Đấy. Thế còn bên cạnh này này, bên cạnh này chúng ta sẽ dùng dùng cầu thang đá xây nó vào. Là ngon đấy anh em. Xây không anh nhỏ nhỏ nè, đủ sống rồi anh em ạ. Đấy, ui, quá đẹp luôn anh em ạ. Đây này. Tôi đứng xa xa cho anh em nhìn. Từ từ đã, tôi phải nhòm xem có creeper không đã anh em ạ. Ừ. Ôi, ôi trời ơi, nó láo quá anh em ạ. Cái quái nào mà nó khỏe nhỉ? Cái quái nào nhỉ? Từ từ anh em, tôi ăn cái đó. Cái quái nào cái này? Map tôi chơi có mod gì á? Map tôi chơi cũng không có mod gì anh em ạ. Map tôi chơi thì có shader thôi chứ tôi không có tải mod gì.
À đúng rồi, thế với cả là tiện là đang có rất là nhiều anh em ở đây thì tôi cũng muốn hỏi ý kiến anh em luôn. Đó là anh em có muốn tôi chơi Minecraft hardcore này không? Hay là anh em muốn tôi chơi mấy loại mod khác? Nó giống như kiểu là RLCraft hay là Hexix hay là Skyblock hay cái gì đó ấy. Đấy, thì anh em có thích tôi chơi hardcore thì hay là thích tôi chơi mod thì anh em cứ nói để tôi cân nhắc. Đâu bây giờ đây là tôi phá này mang vào đây anh ạ. Phá này mang vào đã. Mang vào đặt trong nhà anh ạ. Nhưng mà mỗi tội là tôi không có cát nhỉ, không có cát nên là tôi không làm được cửa kính rồi. Đâu rồi? Tôi full đồ. Đây à, ô này. Tôi nhớ trong buổi trước là tôi còn nhận được cái bản đồ kho báu thế mà tôi quên đi lấy kho báu luôn anh em ạ. Đặt cái này đã này. Đặt thuốc ra. Đấy, sáng vào đây các bạn. Tải mod khủng long á, Skyblock á, nhà nhỏ á, nhà thế này thôi. Thế nhà to làm gì anh em? Thôi thật chứ mà anh em xây nhà to rồi thì anh em có để cái gì đâu đúng không? Cái nhà này ấm cúng. Rồi là Grab à? Ấy, thế anh em thích cái gì thì anh em comment đi để tôi xem thử. Đấy, nhà này được rồi anh em ạ. Tôi làm thêm cái rương nữa, tôi làm thêm cái rương nữa. Ở đây đây, có 10 ván gỗ đây. Tôi làm một cái thôi, ấy cho một cái cho nó nhỏ thôi anh em ạ. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh này được rồi. Phá cái đuốc đi anh em ạ. Đặt nó ở đây. Đấy. Quá xinh luôn anh ạ, nó quá xinh luôn, đúng không? Quá xinh luôn ở à đây. Thực ra ấy, thì cái đuốc thì tôi sẽ hay đặt nó ở trên cái cửa. Hả? À? Đặt trên cái cửa. Thế còn cái lò nung thì tôi để nó ở đâu nhỉ? Thôi cái lò nung thì tôi cầm theo đi anh ạ. À. Đây 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 đây. Đặt cái ở đây anh ạ. Đặt cái giường ở đây, đấy. Nó hợp lý cho anh em. Quá hợp lý luôn anh em ạ. Tôi dọn tí đồ anh em ạ, tôi dọn tí đồ sau đó chúng ta sẽ đi ăn động anh em nhá. Chứ mà bây giờ trên người tôi chung là cũng có hai cái đồ phò thôi anh ạ, chứ nó cũng chưa có cái gì lắm. À này có cần câu này, cái cần câu này là trước là tôi loot được ở dưới chỗ của bọn ở dưới tàn tích cái đại dương ấy nhở. À đây, thừa dương luôn này. Tôi đã mang thịt đi này, tôi mía thì không cần đâu này. Khoai độc à? Biển à? Không cần đâu anh em ạ. Đất à? RL Grab cho nó thực tế á. Giọng anh này có phần giống anh Tuna á. Tôi chả biết nữa. Ông phá đảo cái hát co á. Bao nhiêu chưa? Ôi, tôi phá đảo nghìn lần rồi anh em ạ. Để từ tôi đọc bình luận của anh em cái nhá. Hay ông chơi bét qua. Ôi anh em ơi, tôi phải chơi bét qua toàn shit đấy anh em ạ. Tát tôi vỡ mặt đấy. Lâu không chơi sinh tồn nhìn cũng hay đó. Hello anh Việt Anh. Em bảo anh rồi mà, em bảo anh là em chơi chill mà. Rồi anh cứ xem em đánh dễ ngủ mà anh. Ê. Tôi sẽ ăn thịt tí anh em ạ. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chu du anh em nhá. À không không, à, chúng ta cùng đi hang động đã anh em ạ. Chứ là bây giờ trên người tôi chưa có cái gì, tôi đi chu du nó vả vỡ mặt tôi đấy anh em ạ. Nhóm thử cho này có cái gì không nào. À đây này, có sợi chỉ này. Chắc là tôi sẽ làm cái cung nhỉ. À mà thôi, kệ đi vì biết đâu chúc tôi nhặt được cung. Ok mình đi thôi anh em ạ. Tôi sẽ phá cái này đi nhỉ, tôi phá cái len đi. Người anh em sinh năm bao nhiêu á? Nói chung là em cũng trẻ lắm anh ạ. Chung là cái năm nay thì em cũng sắp qua 80 rồi. Chụp cái định vị cái anh ạ. Thì chốc có gì tôi còn quay lại về nhà. Đi hang động anh em ạ. Đi hang động thôi. Thì là tôi biết đó là. Tôi biết là. Là anh em chơi hardcore là anh em chết nhiều nhất là trong hang động. Nên là hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh em cách để sinh tồn trong hang động luôn. Trước tiên là anh em phải thịt con bò đấy các bạn. Trước tiên là anh em phải thịt đấy. Chúng ta phải có một tí thịt á. Đâu ấy nhỉ? Tôi nhớ là có bốn con ở đây này. Sao mà em trốn được anh? Sao mà em trốn được anh? Thì thật sự ấy là cái lúc mà anh em đi vào hang động ấy thì là nó có hai cách. Nó có hai cách cho anh em có thể sống sót trong hang động. Nó có một cách ấy, đó là anh em từ từ đã, từ từ để tôi vào hang động đó chứ mà tôi có đang ở bên ngoài mà. Tôi đang ở bên ngoài tôi lại không ví dụ cho anh em đúng không? Từ từ tôi vào cái động đó anh em ạ. Để chạy nhóm thử xem mà có cái hang động nó không. Có cái nào không nhỉ? Mà tôi thấy là tôi tìm hang động khá là khó anh em nhá. Thế là tôi tìm hang động khá là khó. Thì trong buổi trước là tôi chạy khá là xa mà tôi cũng không tìm được một cái hang động nào. What the hell?
Thế nhưng mà được cái nó chill ấy em nhỏ. Được cái là nó không khá là chill. Chứ cha rồi mà tôi không có xô nước. À mà tôi nhớ là trong buổi trước là tôi có cái rãnh đúng không? Tôi có cái rãnh. À đây đây. Đây này các mày. Đây này. Nó có hang động này các mày. Đây nhá. Thì đầu tiên ấy, khi mà anh em vào hang động ấy, sao nhìn nước trong map ông chơi đẹp vậy? À, cái nước này ha, thì là do tôi chỉnh shader đây các ạ. Ok, thì bây giờ chắc là tôi phải tập trung tí ấy các ạ. Đây nhá, thì khi mà anh em vào hang động ấy, là anh em làm cho tôi này, là anh em bật tùy chọn lên nhá. Sau anh em vào hình ảnh, à không, vào âm thanh ấy, sau anh em bật cái phụ đề lên này. Đó. Thì nó sẽ hiện ra một cái phụ đề nhỏ nhỏ đó, nó sẽ hiện ra bên cái góc kia kìa. Đấy, nó hiện ra bên góc kia kìa, thì anh em sẽ nhìn thấy được, là anh em sẽ nghe thấy được là có tiếng bước chân đâu ấy. Đó, thì nó an toàn hơn. Để kiểu là thỉnh thoảng mà anh em đang đứng yên ấy, mà anh em thấy có tiếng bước chân ấy là zombie đấy, là nhện gì đấy. Đó. Thì anh em bật phụ đề lên. Tôi đi hang động là lúc nào tôi cũng bật phụ đề nghe ạ. Cái đó là lý do vì sao mà tôi có thể sinh tồn 1.000 năm trong hardcore đây các em. Quái nào mà tôi thấy có tiếng bước chân nữa. Đấy. Xong rồi thì mình đào thôi. Mình đào thôi các ạ. Bây giờ cái mục tiêu của tôi đó là tôi có được cái nón và cái quần sắt anh em nhá. Chứ thực ra là mình cũng không cần quá nhiều đâu anh em ạ, chỉ cần cái nón và cái quần sắt là được rồi. Quên mà tôi đào một tí mà hỏng luôn rồi. Đây, ok rồi. Survival lợn bị lạc. Lợn bị lạc. Hang cụt á? À? Hang cụt đâu anh em? Hang cụt mà gặp sắt là ngon rồi. À đây đúng rồi, nó hơi tối anh em đúng không? Đây tôi cầm đuốc ra cho anh em sáng nhá. Nếu mà tối thì anh em bảo nhá, tối thì anh em bảo tôi cầm đuốc ra cho anh em còn thấy được nhá, chứ không là hỏng hết mắt anh em đấy. Có than này. À đây tôi cũng có 30 cục than nhỉ. Có 30 cục thì nói chung là cũng ok. Mà thôi cứ đào thêm tí anh em ạ, mình cứ đào thêm tí cho chắc. Cẩn thận con creeper á. Anh em yên tâm, mẹ creeper tầm này đối với tôi. Tôi nhớ là nó có hai cái hang cơ, tôi nhớ là cái này là một cái hang nhỏ và đây này nó có cái bên hang nữa này, cái bên hang này là nó có lava này. Cẩn thận anh em nhá. Mà thực ra nếu mà anh em mà chơi hardcore mà anh em chơi mình ấy thì anh em không nên cầm đuốc ở tay trái đâu. Mà anh em nên cầm khiên đấy, bởi vì là thật sự là cầm đuốc ấy thì nó nguy hiểm lắm. Chốc nữa mà anh em gặp creeper ấy là nó nổ là anh em sẽ không chắn kịp khiên đâu. Nên là anh em đừng cầm đuốc. Tôi cầm đuốc ra cho sáng rồi, tôi cầm đuốc ra cho anh em sáng ấy. Với cả là tôi chơi pro mà anh em, thế nên là tôi làm thế. Chứ còn anh em thì đó. Hình như là có tiếng zom đây các bạn. Cẩn thận đây các bạn, chứ không nó hất mình vào lava đấy. Dự trữ thức ăn đó. Tôi nhiều thức ăn lắm anh em ạ. Được rồi. Tôi nghĩ là than như vậy chắc cũng ok ở đây anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi tìm sắt anh em nhá. Tôi cố gắng tôi đi xa xa tí tôi tìm sắt. Quá là mà cái hang nó nhỏ nhỉ. Đây này, ngon quá. Khá là ngon anh em ạ. Được rồi, có hang to rồi anh em ạ. Tuyệt rồi, tuyệt rồi, tuyệt rồi. Đây này, có sắt này, có sắt này, có sắt này. À đúng rồi. Với cả là kinh nghiệm. Ủa. Tôi giật cả mình anh em ạ. Hóa ra tôi bị hết đuốc. Tôi giật cả mình luôn. Được rồi. À, với cả nếu mà anh em chơi hardcore ấy, trước khi anh em đào cái gì thì anh em hãy cứ nhìn xung quanh nhá. Tôi chơi hardcore khá là lâu rồi và cái kinh nghiệm của tôi nó nói với tôi rằng là creeper nó có thể rơi từ trên đầu xuống này các bạn ạ. Wow. Ôi phá phá phá. À thôi 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 thôi. Thôi, tôi dùng cái này để tôi làm chỗ farm luôn anh em ạ. Tuyệt quá. Nó lại tuyệt quá. Thế này là tôi sẽ được ở với các anh zom trọn đời rồi anh em ạ. Từ từ đã, phải nhòm đằng sau đây anh ạ, chứ không nó có con creeper vào đấy. Tốt nhất là mình sẽ chắn chắn chắn, chắn lại đằng sau đi anh em ạ. À, mình sẽ chắn lại. Xong rồi mình đặt đuốc ra anh em ạ. Thế quá. Về quá, về quá. Ok. Vậy buổi đêm nay chắc là chúng ta sẽ ở đây các em nhá. Mà tôi còn cái bản đồ tôi còn chưa có đi này.
Cái gì đây? À có cái đĩa nhạc à? Có than này. Cái sách chân lạnh này là ngon lắm anh em nhá. Là tôi có thể khảm được và tôi có thể đi được băng đấy, chung là cũng khá phê, ngon nhở. Nhưng mà tôi không có đe nhở, thì hơi tiếc rồi. Thôi kệ đi anh ạ, thôi mình cứ giữ đi. An toàn là trên hết hả? Hết box hả? Hết box là cái gì? Hết box là cái gì anh em? Sáu tối nhỉ? À đúng rồi. Ok. Tôi thấy là tôi có bao nhiêu. À đây tôi có 28 quặng sắt, nói chung là cũng ok rồi đấy anh em. Bây giờ tôi ăn nông sắt. Thì bây giờ thì anh em có muốn tôi xây cái máy farm zombie cho anh em không? Tôi là tôi biết một cái máy farm zombie khá là đơn giản. Thì tôi có thể chỉ cho anh em xây. Thì nếu mà anh em mà muốn tôi xây thì anh em comment số 1. Còn nếu mà anh em mà không muốn tôi xây thì anh em comment số 2. Tôi sẽ đi chu du với anh em. Ông chế đe là được. Anh mở map đi hả? Thôi anh em ạ. À, tôi chơi Ego này chắc là tôi chơi một mình đã. Thì nếu mà sau này mà tôi có cơ hội thì tôi sẽ mở Ego cho anh em cùng chơi. Nhưng mà bây giờ tôi chơi một mình đã. Bởi vì tôi còn gà anh em ạ, nên là mong em thông cảm. Hai. Hai. Một. Ôi ra anh em comment như vậy giờ tôi cũng không biết phải làm gì đây này. Thì đơn giản nhá. Đơn giản là anh em sẽ phải đào rộng cái phòng này ra này. Thì à, nếu mà theo tôi nhớ ấy, là anh em sẽ đào về về cả bốn phía luôn. Phía nào là anh em cũng đều đào rộng ra ra bốn block anh em nhá. Đấy, đây này. 1 2 3 4 này. Mình sẽ cố gắng mình đào ra một cái phòng thật to. Đào ra cái phòng to để cho nó kiểu là nó spawn ra ra nhiều zombie ấy. Đó. Sau đó là anh em sẽ đào xuống bên dưới này này. Thì bên dưới này là anh em sẽ cần phải đào xuống 4 ô anh em ạ. Đào xuống 4 ô nhá. Và anh em sẽ đào nó qua bên này. Và anh em sẽ dầm nước ấy. Thì anh em sẽ dùng nước. Và anh em đẩy zombie nó vào ấy. Đó. Thì nói chung là mấy cái máy farm kiểu kiểu này nó khá là dễ anh em ạ. Khá là dễ dàng thôi. Đấy, nói chung là vậy, xong rồi đấy anh ạ. Thôi rồi, đấy. Tôi farm một lúc thì tôi cũng lên được, đấy, tôi lên được gần level 14 rồi đấy anh em ạ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chúng ta cùng đi thôi, để tôi xem thử tôi có bao sắt rồi nào. 10 sắt à? 10 sắt là tôi làm được cái gì à? Tôi làm cái quần anh em ạ. Ok, tôi làm cái quần đã. Còn 3 sắt rồi, còn 3 sắt tôi làm cái gì ta? À đúng rồi. Còn 3 sắt tôi làm cái cuốc anh em ạ. Tôi làm cái cuốc rồi, vì ở trong nữa là tôi cần cuốc lắm. Cần cuốc lắm. Cần cuốc, trong này tôi còn đào kim cương. Ok. Ok, ta cũng đi thôi anh em ạ. À mà tối rồi anh em ạ. À đúng rồi. Bây giờ tôi cho anh em chọn đấy. Bây giờ là anh em muốn tôi chạy giờ anh em muốn tôi chạy trong đêm hay là anh em thích tôi đi ngủ. Cho anh em chọn đấy. Đấy, tôi chiều anh em luôn nhá. Tôi chơi hardcore chiều anh em luôn nhá. Tôi chơi hardcore, tôi không chơi hát luôn. Quần nữa tôi mặc quần vào đây anh ạ. Đấy cho anh em chọn đấy. Đấy thì trong lúc mà tôi đợi anh em chọn tôi đào cái than đấy. Bác tài lừa. Tôi donate cái gì đấy anh em. Anh em xem stream mà tôi vui rồi. Mẹ thật. Anh em xem stream mà tôi biết ơn lắm rồi. Sự cảm ơn anh em rất là nhiều. Chạy trong đêm à? Sao anh em thích chạy trong đêm à? Đi ngủ ở thượng sách à? Thực ra là tôi cũng thích mấy trò mạo hiểm. Tôi cũng thích mấy trò mạo hiểm anh em ạ. Mình có cu mà đúng không? Mình sợ cái gì? Mình có cu anh em ạ. Mình chạy luôn thôi anh em ạ. Sợ quái gì? Tầm này. Ôi! Úi rồi. À đúng rồi, với cả là skeleton ở trong hardcore là nó bắn cực nhanh anh em nhá. Thế nên là anh em phải cẩn thận đấy, bởi vì là nó bắn kiểu là cái tốc độ lốt đạn lên của nó nhanh lắm. Nên là anh em phải luôn giơ khiên ở đấy. Để vừa chạy và vừa nghe tiếng bước chân đấy anh em ạ, chứ không là con creeper đằng sau nó nổ chết đấy. Vừa chạy vừa nhìn thấy ghê lắm. Đây, trong lúc chạy tôi sẽ cầm đuốc ra cho anh em sáng này. Thế rồi, nhưng mà chỗ này tôi không có nước thì tôi không lên rồi anh em ạ. Ôi, trời ơi, thì biết thế là vừa nãy tôi còn ba cái sắt thì tôi làm cái ấy nhở.
Tôi làm cái show nó có phải là nó fail không? Tôi đi tôi làm cái quốc nó đần quá anh em ạ. Tôi đần quá anh em ạ. Mà chắc là cái đoạn này tôi chạy con rừng chắc là nó hơi ghê ghê, chắc là anh em chắc là tôi chắc là anh em đợi tí nhá, tôi chạy xong đã tôi mới đọc được bình luận của anh em. Chứ mà trong này mà tôi đọc bình luận cái chắc là tôi về chầu đấy anh em ạ. Tối rồi. Mà tối quá anh em ạ, tối quá chắc là tôi phải đi ngủ cái đã chứ mà tối này thì kiểu ôi, ôi em chào anh, em chào anh, em chào anh. Nhanh anh em ạ, nhanh 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 nhanh. Thôi rồi vậy chắc là tôi đi ngủ anh em ạ. Tôi đi ngủ các em là tôi sẽ đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Tôi vừa mới nhìn thấy con Creeper ở bên tay phải luôn đấy anh em ạ, tôi vừa mới nhìn nó xong. Ui rồi. Nè 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 nè. Né ra anh em ạ. Suýt tí nữa tôi bị vào đường cụt anh em ạ. Đây 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 đây. Tôi ra biển rồi. Tôi sẽ nằm trên đảo và ngủ anh em ạ. Đêm nay chúng ta có một giấc ngủ an toàn rồi. Đây. Đảo của tôi đây. Ok, đi ngủ thôi. Tuyệt vời rồi. Chết cha rồi. Ôi. Hình như là tôi đang ở khá là xa cái nhà của tôi rồi anh em ạ. Chắc là tôi về nhà cái. Chết bà rồi mà vừa nãy tôi không nhớ cái vị trí nhà của tôi rồi anh em ạ. Anh em xem thử cái vị trí nhà của tôi thế nào đi. Hình như là tôi nhớ là X là 1.500 thế còn Z là cái gì nhỉ? Giờ là một mình tôi trên đảo hoang rồi anh em ạ. Nhưng mà ít ra trông tôi cũng trông khá đẹp trai anh ạ, nên là trông cũng an ủi phần nào. Hay mình qua đảo kia mình chơi gặp nhỉ? Ok anh ạ, thì thực ra tôi chat con cũng khá là dễ. Thì nói chung là hôm nay thì tôi livestream nó cũng chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến anh em ấy. Thì anh em có thích tôi chơi mod không? Kiểu là chơi mod RL Craft hay là chơi mod Hexit ấy. À, hoặc là mod Zombie hay là mod Pixelmon thế hay là mod gì đó ấy thì anh em thế hay là anh em thích tôi chơi sinh tồn hardcore bình thường cái này. Đấy thì anh em chọn đi. Thì buổi sau là tôi sẽ livestream cho anh em theo đúng cái comment của anh em hôm nay. Nếu anh em thích cái gì thì anh em cứ chọn. Để từ tôi ăn đây à, tôi đói quá rồi. Chứ mà thực ra tôi chơi hardcore này là tôi chơi nhiều rồi nên là nói chung là nó cũng khá là easy đối với tôi rồi anh em ạ. Donate cái gì? Anh em xem stream rồi thì anh em comment rồi thì anh em chửi tôi gà tôi vui rồi. RL Craft à? Pixel mod á? Thực ra tôi thấy là Pixelmon thì tôi thấy là có khá là nhiều người họ đã làm rồi. Vậy nên là nếu mà tôi mà chơi mod ấy, có thể là tôi sẽ chơi RL Craft. Bởi vì thật sự là RL Craft là tôi chưa có biết cái mẹ luôn anh em ạ. Thế nên là tôi vào chơi thì anh em sẽ thấy được cái mặt gà của tôi. Nè là... chắc là sẽ vui hơn. Speedrun hả? À? Thích chơi bình thường hả? À, thích chơi bình thường như ông Fusa hả? À, đúng rồi. Được rồi thì tiện ở đây thì ok. Hello anh em Tú nhá. Tiện ở đây thì để tôi cho anh em à đây đúng rồi thì nếu mà anh em nhớ ấy thì trong buổi trước là tôi có khoe với anh em là tôi có một cái series hardcore 1.000 năm đúng không? Thì ở trong cái series đấy là tôi chơi rất là tôi xây rất là nhiều thứ. Thì giờ anh em có muốn vào cái gua đấy của tôi xem không? Tôi chơi cái series hardcore đấy chắc là cũng được 800 ngày rồi đấy, 900 ngày rồi. Nó rất là lâu rồi. À, thì nếu mà anh em nào mà thích vào cái gua để của tôi xem thì anh em comment số 1. Ôi cửu hồng đấy, what the hell? Có vẻ tôi khá là may mắn anh em ạ. Hello anh em, hello anh em. Có vẻ tôi khá may mắn anh em ạ. Để tôi có lúa không? Không hiểu, tôi không có lúa rồi. Em cứu vậy thì em có ăn tạm thế em có ăn thịt zombie không? Em à đây. Trời ơi, vì sao con cứu chảnh lắm anh em ạ? Tôi đã mang thịt cho nó rồi thế mà nó còn không ăn. Chảnh quá anh em ạ. Cái rìu của tôi đâu nhỉ? Có à? Có à? Ok. Vậy thì chúng ta tạm rời cái map này anh em nhá. Và tôi sẽ chuyển qua cái map tủ của tôi. Đây. Map tủ của tôi đây. Chết chặt cu anh em nhá. Tôi sẽ show cho anh em này. Tôi sẽ show cho anh em toàn bộ mọi thứ mà tôi có trong này luôn. Đây.
Đấy chính là cái thế giới chết chặt cụ của tôi đây các bạn ạ. Trước tiên tôi phải đi ngủ đã. Trước tiên tôi đi ngủ đây anh ạ. Mà thật ra là đây, thật ra là cái này là nhà của tôi. Cái này là nhà của tôi các nhá. Thế nhưng mà tôi không có xưởng anh em ạ. Bởi vì bọn dân này nó đã ăn hết xưởng của tôi rồi. Đây, nhà của tôi đấy. Nhà này tôi xây anh em nhá. Thế nhưng mà anh em nhìn này. Cút. Quái nào mà nó lại có quái. À có quái, có quái. Đây anh em ạ. Tôi nằm ở đây tôi ngủ đi. Tôi bảo anh em rồi mà. Tôi chơi cái cua này 900 ngày rồi. Đây á. Tôi lần lượt tôi giới thiệu cho anh em xem nhá. Đây. Đây là một con zombie con. Con zombie con này là tôi bắt nó. Tôi bắt nó là hình như là tập 4. Là tập 4 cái series con 1.000 năm của tôi. Tôi bắt nó từ lúc đấy tới tận bây giờ nhá. Tôi nhốt nó ở dưới hầm. Thế còn đây là cái ruộng cà rốt của tôi anh em ạ. Và đây là cái bàn phù phép của tôi này. Còn đây là mấy cái rương đựng đồ của tôi. À, tôi đựng rất là nhiều đồ và tôi phân chia nó ra. Tôi chia nó ra. Hack đâu? Hack đâu? Chơi 800 ngày rồi đấy. Anh em cứ bảo tôi hack nhở? Buồn cười nhở? Buồn cười. Đây các bạn, cái rương này là rương về đại dương này ấy. Tất cả mọi thứ thuộc về đại dương này đều trong này. Còn cái này là rương thuốc. Ở trong này là sẽ là đi tới cổng địa ngục anh em nhá. À, ở trong này là cổng địa ngục. Trong này là cổng địa ngục. Tôi sẽ lên trên và tôi cho anh em xem cái base của tôi anh em nhá. Đéo tin á. Vãi. Mẹ. Vãi lìn. Tôi thề với anh em mà tôi chưa thấy một thằng nào chơi hardcore mà là hack nhá. Chơi hardcore là mình chơi bằng sức mình chơi anh em. Chơi hardcore là phải mẹ chơi bằng đam mê. Đéo ai hack. Đây. Thì là bên trên của tôi ấy, thì nếu mà anh em nhìn bên ngoài này là anh em biết là cái doanh trại của tôi là tôi đã ở sa mạc rồi. Đúng không? Doanh trại của tôi ở sa mạc. Nhưng mà anh em có thể thấy là nó có rất là nhiều cây. Rất là nhiều cây là anh em biết tại sao? Bởi vì là tôi không muốn cái nhà của tôi chết chóc anh em ạ. Thế nên là tôi đã trồng rất là nhiều cây. Và nó rất là đẹp. Đây là cái nhà cây của tôi. Đấy. Cái nhà cây của tôi. Nó nhỏ lắm. Nó nhỏ và nó xinh. Nếu mà anh em trèo lên và anh em mà nằm bên trên này nó ấm cúng lắm. Ấm cúng không? Quá ấm cúng luôn anh em ạ. Xin linh á. Xếp lại đồ trong rương đi nhìn ngứa mắt quá. Xây rồng Ender á. Sao mà tôi xây rồng đấy anh em. Đấy cái nhà cây của tôi đấy. Đây. Cái này là một trong những cái siêu máy farm của tôi đấy anh em ạ. Đây chính là cái máy farm đá của tôi. Thì nó đã là một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi. Tôi đã không sử dụng nó rồi. Bởi vì tôi đã farm được quá là nhiều đá anh em ạ. Thế nên là không biết là giờ nó có hoạt động lại được không. Ông chồng thế cũng đẹp rồi, đẹp mà anh em, đẹp mà. Resort pack à? Tôi không dùng resort pack anh em ạ. Tôi chỉ dùng shutter thôi. Cái này là cái máy farm mía đó. Đây là một cái máy farm mía là nhỏ thôi. Tôi đã xây tầm tập thứ 3, tập thứ 4 rồi đó. Đây tôi có cái này là cái hầm dân làng của tôi. Cái hầm dân làng này là tôi xây ở tập thứ 2 hay sao ấy. Thì nếu mà tôi nhớ ở tập thứ 2 tôi xây cái hầm này. Hả? Cái là ấm cúng anh em ạ. À thực ra là nó có một cái nữa nó khá là thú vị ở trong cái cua này. Đó là tôi chưa đi rất rồng anh em ạ. Đó là tôi chưa hề đi rất rồng ở trong cái cua này. Tôi chưa vào trong end, tôi chưa tìm stronghold. À, vậy nên là trong tập hôm nay thì anh em có muốn tôi rất rồng không? Đây là cái máy farm mía của tôi này. Không, cái này là máy farm dừa hấu bí ngô của tôi anh em ạ. Đây nhá, à đây. Tôi còn chưa giới thiệu em vẹt của tôi nữa. Cái này là em vẹt của tôi đấy. Live tới mấy giờ à? Ừ, tôi live thì nói chung mà tôi live tới khi nào tôi mệt thì tôi nghỉ thôi. Hello ông. Hello mày. Hello anh em. Ôi. Tôi cứ bảo hello anh em quá rồi tôi làm nước luôn rồi anh em ạ. Đây. Thế còn cái này là một cái máy farm siêu khủng của tôi anh em ạ. Cái này là máy farm gỗ của tôi nhá. Cái này chính là máy farm gỗ của tôi, siêu khủng luôn. Cực xịn đấy các bạn. Đây là máy farm quái vật của tôi nhá. To anh em, to. Kinh không? Đấy. Còn đây là máy farm đá thì anh em biết rồi đấy. Thì là tôi có một cái chỗ ở trong địa ngục. Tôi có một cái chỗ ở trong địa ngục của nó rất là đẹp. Đó là vùng đất thần tiên anh em ạ. Tôi sẽ đưa anh em tới vùng đất thần tiên do chính tay tôi xây dựng nhá. Do chính tay tôi xây dựng. Thì chắc là anh em thì nếu mà anh em nào mà đã từng xem cái trailer của tôi ở trên cái nhóm ở trên cái nhóm cộng đồng này này thì là anh em sẽ biết được cái trailer đó. Nó là cái trailer
Ui, thì công nhận dùng shutter vào trong trong xong trong địa ngục cũng đẹp nhỉ. Đây nhá. Sao cái vẻ địa ngục tôi trèo lên trên cái thang này. Tôi trèo lên trên cái thang này. Tôi trèo thẳng trên nóc địa ngục anh các bạn. Sau đó là tôi sẽ đi. Con vẹt à? Mang con vẹt đi chứ anh em, phải mang con vẹt đi cho chu du chứ anh em. Ngồi chờ, ngồi đợi nãy giờ mới like hả? Thì anh em cứ đợi đúng lúc 10 giờ ấy, tầm 10 giờ tôi like ạ. Bán map á. Bán map á. Ủi thực ra nếu mà anh em muốn vào chơi ấy thì ok mà. Thì tôi gửi cho anh em vào chơi mà. Ô. À đây, đây 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 đây. Cái này chính là máy farm vàng của tôi anh em nhá. Đây chính là cái máy farm vàng của tôi mà tôi vừa xây tôi vừa thở anh em ạ, bởi vì là tôi xây trên cao tôi quá sợ anh em, tôi quá sợ chết. Ở đây đuốc ấy, để cầm đuốc ra xem có sáng hơn không. À đây. Đây là cái máy pha ong của tôi nhá. Hả? À, một cái máy pha ong nó khá là xinh. Còn ở xa kia kìa là máy farm, máy farm khối dung nham. Và cái chỗ AFK nó cũng khá là xa. Khá là xa đây các bạn. Bây giờ nếu mà anh em muốn qua cái vùng đất thần tiên tôi ấy, thì anh em sẽ ngồi lên cái thuyền và anh em đi. Bởi vì tôi chưa giết rồng nè, tôi không có cánh anh em ạ, nên là tôi phải làm cách này. Ok, để từ từ đã, để tôi show hết cho anh em cái map đã, sau đó là tôi sẽ đi giết rồng. Đấy, thỉnh thoảng thì tôi sẽ bị tuột nó ra, thỉnh thoảng thì tôi sẽ bị tuột ra anh em ạ. Bởi vì tôi cũng chưa có đi quen cái thuyền này lắm. Đấy, nó bị kẹt đây, thỉnh thoảng nó bị kẹt anh em ạ. Thì mình phải đứng phá nó ra, sau đó mình lại phải đứng đây mình đi tiếp. Đây đây, để tôi bỏ cái đuốc xuống. Đấy, xong rồi đứng lên rồi mình đi. Đấy. Cái đi cái này nữa là chúng ta tới được một cái cổng địa ngục anh em nhá. Và đi vào đó sẽ là vùng đất thần tiên của tôi, đẹp lắm. Sao ngoại lên trên đấy được á? À thì là nó có cách để tôi phá được cái nóc mà anh em. Có cách để tôi phá được cái nóc mà nó hay lắm. Thì anh em cứ lên mạng ấy và anh em xem ấy. Nó có khá nhiều cách để cho anh em phá. Đây nhá. Đấy. Tôi tới rồi đấy. Cái này chính là cái lối vào vùng đất thần tiên của tôi đấy anh em. Vào thôi anh em ạ. Vào thôi. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp mê ly luôn anh em ạ. Tôi giới thiệu với anh em nhá. Đây. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không anh em? Đẹp không thì anh em comment số 1 cho tôi biết cáo nào. Đây chính là cái cổng địa ngục hình đấm của tôi. Tôi đã xây cái cổng địa ngục này và trông nó khá là giống hình đấm. À, nó là một cây nấm cực to. Xịn đâu anh em? Và đây là một khu cắm trại. À, một khu cắm trại và chỗ làm cúng không anh em? Đấy, chỗ làm cúng không? Tôi làm được cái đống đá này không phải là tôi dùng mod nhá, mà là tôi dùng ấy đấy, mà là tôi dùng cái nó gọi là, à nó gọi là cái giá để giáp ấy, xong rồi tôi đội cái nón sắt lại cho nó, xong rồi tôi dùng piston và tôi đẩy nó vào cái góc này này á, nó tạo ra hình thế này khá là đẹp. Và cái này là cái lều này, cái này là cái lều mà tôi sẽ sống ở đây. Thực ra tôi nói tôi sống ở đấy thôi, nhưng mà tôi xây cho vui thôi. Và đây là cái làng nấm của tôi. Cái nhà đỏ đỏ này. À, ấy nói là cái làng nấm của tôi. Đó. À. Và đây là cái nhà trưởng làng đấy. Cái nhà này là nhà của tôi anh em nhá. Tôi vào và tôi cho anh em xem. Đấy. Ấm cúng không anh em? Ấm cúng không? Thực ra trong rương này là nó mấy cái đồ cũng khá vớ va vẩn, là bởi vì kiểu tôi xây xong rồi tôi lười dọn đấy. Thế nên là tôi cứ để nó ở đây đấy. Đây nhá. Nếu mà anh em muốn lên tầng 2 ấy, thì anh em phải đứng đúng vào cái chỗ này này. À, thì anh em phải đứng đúng vào chỗ này này. Xong anh em gạt cái nút. À, thì anh em sẽ lên tầng 2. Đấy, tầng 2 thì nói chung là nó rộng hơn tầng 1 một chút. Và nó cũng khá là đẹp. Nó có cửa sổ. Cái cửa sổ này là tôi sẽ nhìn được hoàng hôn anh em nhá. Còn nếu mà anh em ngắm bình minh ấy, thì anh em sẽ nhìn ở cái cửa sổ này. Đây, cửa sổ này là anh em sẽ được anh em thấy bình minh. Thế nhưng mà cái cây của tôi chắn mất rồi anh em ạ. Tôi đi tôi review tiếp cho anh em xem này. Đây, cái này là cái nhà đèn hiệu của tôi nhá. Cái này là một cái đèn hiệu, thế nhưng mà được xây theo một cái phong cách nó rất là đẹp. Đó. Đẹp không anh em? Quá thần thánh đúng không anh em? Trông thần thánh nhở, trông thần thánh phết. Ở đây, thế còn trên cao này này là cái máy farm tuyết của tôi anh em nhá. Ừ, tôi thấy cây nó chắn view nhở. Chả lẽ tôi phá cây đi à? Buồn cười quá anh em ạ. Tôi để cây đấy chứ mà cây này nó cũng là một trong những cây mà tôi trồng mà, nên là phá đi thương nó lắm.
Đấy, cái này là cái nhà đèn hiệu. Đây nó có một cái nữa ở bên này. Đó chính là cái thuyền hải tặc của tôi. Và cầu hải tặc. Đấy, trông đẹp không em? Trông đẹp không? Chú xịn không em? Đấy, quá xịn luôn đấy các bạn. Nó là một cái cầu mà trông là nó rất là hoang sơ ấy các bạn ạ. Tôi trông là nó giống kiểu là nó bị phá bởi bom đạn của hải tặc ấy. Đó. Tất cả đều do tôi xây đấy. Và bên trong cái thuyền này. Đó. Cũng rất là ấm cúng luôn. Đây tôi đứng xa xa ra cho anh em được nhìn cái thuyền của tôi. Cái thuyền của tôi trông nó cũng hay lắm. Đó. Được không anh em? Trông được không anh em? Tia vợi cây cỏ vá. Tôi để cây cỏ vậy cho tự nhiên anh ạ. Mà thực ra là nó cũng hơi cao đúng không? Vậy tôi phá đi một tí anh em nhá. Chứ mà tôi trông là nó cũng hơi cao quá thì thực ra tôi thích để cái này, thế nhưng mà nó đúng là nó hơi chắn tầm nhìn thật. Phá đi một chút. Đây, cái này là cái cây cầu của tôi đây. Cái cây cầu mà tôi xây nó rất là chill đây các ạ. Đấy, anh em đi dưới này và anh em được nhìn thấy hoàng hôn. Đây này, hoàng hôn đây này. À. Thế còn đây là cái gì anh em biết không? Đây là cái lớp băng đây các em. Đây là cái lớp băng đấy. Đó. À. Thế còn cái công trình này là cái công trình gì anh em biết không? Cái này này. Chính là một ngôi nhà cáo tuyết ở đây đấy. Tôi có hai cái giày. Cái giày này tôi dùng để tạo băng. Còn cái giày này nó là một cái giày mà tôi phun khảm anh em ạ. Đó. Tôi đã dùng cái giày này lúc mà tôi đánh nhau. Đấy, chứ còn cái giày này tôi sẽ dùng để tạo băng đây này. Đây, tôi sẽ tạo băng và tôi đi xa xa ra cho anh em nhìn. Ui, trong đêm có đẹp không anh em? Trông đẹp không? Đấy, cái này là cái nhà cáo tuyết đây này. Trông đẹp không? Đây này. Đó. Tôi sẽ vào tôi review cho anh em xem cái nhà. Tôi sẽ vào tôi review cho anh em xem nhà này nhá. Xây chợ dân làng hả? Thực ra là tôi cũng khá là muốn xây chợ dân làng. Mà thực ra cái làng này là tôi xây là cho dân đấy. Thế nhưng mà kiểu là tôi lười quá nên là tôi vẫn chưa đi đưa dân về các bạn ạ. Đấy, thì bên trong là cái nhà cáo tuyết có 2 tầng anh em nhá. Cái này là tầng 1. Cái này là tầng 1. Và đây, cái cầu thang để lên tầng 2. Tôi xây theo kiểu rất là hiện đại. À, tầng 2 đấy anh em. Ui. Ui. Trông đẹp không anh em? Thật sự là cái lúc mà tôi xây cái nhà này ấy, là tôi không có bật shutter. Nên là tôi không có được nhìn thấy mấy cảnh ở đâu. Đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy cái này đấy. Đẹp trời anh em nhỉ. Đấy. Ấm cúng không? Anh em nằm. Và đằng trước này là cái tivi đấy. Quá đẹp luôn anh em ạ. Tôi đi tôi review tiếp cho anh em xem nhá. Thì nếu mà anh em nghe ấy, thì anh em sẽ nghe thì tiếng của con gấu Bắc Cực. Thì là ở cái vò thì là ở cái hòn đảo băng này là nó có thể là nó spawn ra zombie nhá. Tôi nhớ là nó spawn ra khá là nhiều zombie và creeper ở đây này. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa biết tại sao mà nó vẫn chưa spawn ra nữa. Để chưa mà kệ bọn nó đi anh ạ. Tôi quay trở lại cái cầu này. Và nó còn một vài công trình nữa. Còn một vài công trình nữa mà tôi chưa có giới thiệu cho anh em. Đây tôi đã nhảy tắt qua đây luôn. Đây này, nó có một cái công trình ở phía này. Chính là một ngôi nhà con cáo. Đây. Hả? Con cáo ẩn mình sau các cái cây. Đẹp không em? Đẹp không? Đẹp không? Phép đâu? Phép cái gì anh em? Phép cái gì? Tôi nói anh em tôi thật mà. Đấy, tôi vào cái nhà cáo tuyết cho anh em xem nhá. À không, cái này là nhà cáo thôi. Đấy, thì nó sẽ có một cái ô cửa sổ. Anh em sẽ được nhìn thấy bên ngoài. Thế nhưng mà trông nó tối và trông nó khá là ghê. Nè, tốt nhất là anh em không nên nhìn thấy bên ngoài. Đấy, bên trong là đây, cái nhà của tôi đến ấm cúng chưa? Có rất là nhiều hòm. Có rất là nhiều hòm anh em ạ. Ăn cái đã. Đây thì là cái này là tôi đặt hòm mà tôi làm trông nó khá giống với một cái tủ đấy. Thì là cái này là tôi dùng cái cờ anh em ạ. Tôi dùng cờ và tôi làm nó có 2 cái tay nắm này này. Hả? Nè trông nó khá giống một cái tủ. Thế thì cái nhà cáo này là nó chỉ có một tầng thôi. Chỉ có một tầng thôi, tôi phá cái đuốc này đi. Rồi. Tôi đi review tiếp cho anh em xem nhá. Đây, cái này là hồ thần tiên của tôi anh em nhá. Cái này là cái hồ mà tôi rất là tự hào. Tôi rất là tự hào về nó luôn là bởi vì tôi xây nó rất khó khăn anh em ạ. Hồ thần tiên. Ở giữa là cái đài phun nước ấy. Xung quanh là tôi xếp những cái đèn lồng này theo một cái trình tự rất là đẹp. Nó sẽ bao xung quanh cái đài phun nước rất là đẹp.
À ok, nếu mà anh em thích tôi ngủ thì ok. Tôi sẽ ngủ nhá, tôi sẽ ngủ cho trời sáng. Ok, đó. Ui trông đẹp nhờ, trông tối cũng đẹp thật. Bật nhạc lên á. Bật nhạc lên á. Thực ra bây giờ thì tôi cũng không có chuẩn bị nhạc, nên là bây giờ mà bật nhạc thì nó sẽ hơi lâu. Thì thôi để buổi nào đi. À, thì anh em thấy không? Với cả là nhá, cái hồ này là nó không chỉ là đẹp mỗi ở bên trên đâu, bên dưới nó đẹp lắm. Tôi cho anh em xem này. Ở đây thực ra là thì anh em có thể thấy là bên dưới thì trông là nó như ấy đấy đúng không? Thì trông là nó như cái ấy thì trông có chả đẹp lắm. Thế nhưng mà là nó là do bản shutter đấy. Bây giờ tôi chuyển bản shutter cho anh em này. Tôi chuyển sang cái bản BSL này. Anh em lắc mắt luôn, thề là anh em lắc mắt luôn. Anh em lắc mắt chưa? Anh em lắc mắt chưa? Tôi có cái gì xoay cao đâu nhỉ? Đây. Anh em lắc mắt chưa? Phê chưa? Đẹp không? Đẹp không? Tôi bảo anh em mà, tôi bảo anh em vùng đất thần tiên này là do tôi tự xây dựng đấy. Với cả nhá là cái vùng đất thần tiên này là cái lúc đầu nó không phải là một cái vùng đất toàn cỏ đâu anh em ạ. Mà là nó là hòn đảo nấm đấy. Nó là hòn đảo nấm đấy anh em ạ. Sau đó là tôi đã lấp hết tất cả hòn đảo nấm thành cỏ đấy. Đây này, nếu mà anh em mà nhìn đây này là anh em thấy có rất là nhiều nấm đấy đúng không? Đó. Thế nhưng mà tôi đã biến hết thành cỏ đấy anh em ạ. Tôi phá hết nấm đi và tôi biến thành cỏ đấy. Xịn đâu anh em? Xịn đâu? Quá xịn luôn. Đây. Đây là cái nhà phù phép của tôi. Đó. Nó là một cái nhà phù phép nó khá là đẹp. Mà thật ra bây giờ tôi thấy cái bản BSL này thì nó lại đẹp hơn cái bản CUS đi nhở. Tôi chắc là dùng bản này luôn đấy em nhở. Chứ tôi thấy dùng bản CUS trông nó hơi tối tối nhở. Dùng bản này anh em nhé. Tôi bảo anh em mà đẹp mà anh em, anh không tin tôi. Đây nữa. Đây thì cái này nó là cái công trình mà đấy khá là dễ thương. Nó là một cái nhà phù phép anh em ạ. Nó là một cái chai. À, và tôi xây nó ở biển. Trông được không anh em? Trông được không? Được không? Đấy thì nếu mà anh em muốn vào cái nhà đấy là anh em sẽ bơi xuống bên dưới nhá. Xong rồi nó sẽ có mấy cửa ở đây này. Anh em mở cái cửa ra. Đấy xong rồi thì anh em bơi lên. À. Đấy. Ấm cúng không? Có cây này. Cây đung đưa này. Chill không? Có nước biển này. Mát không? Có giường này. Đấy. Tất cả có một điều nữa nhá, có một điều nữa mà tôi nghĩ là chắc là anh em sẽ thích, đó là tất cả những công trình mà tôi xây trong này này là tôi đều có những cái tập xây nó ở trên YouTube anh em nhá. Nên là nếu mà anh em muốn xây theo tôi ấy thì anh em cứ vào kênh YouTube của tôi nhá, kênh Tài Cát ấy, thì anh em cứ vào đó. Và anh em sẽ xem được rất là nhiều video mà tôi xây. Nó rất là chill. Và tôi nghĩ là chắc là anh em sẽ thích. Ok, thế anh em mệt thì anh em cứ đi ngủ đi. Anh em ngủ ngon nhá, bye bye anh em. chill mà, tôi bảo anh em rồi. Chill mà. Đấy, thì nói chung là cái gua này của tôi thì nó cũng chỉ có tầm nhiêu đó thôi. Nó cũng không có nhiều lắm. Đấy, có tầm đấy thôi. Tôi đã show hết cho anh em xem rồi đấy. Shutter Realistic hả? Tên gì nhỉ ông á? Tên kênh của tôi là Tài Cát. Thì tôi có để tên kênh của tôi ở trên tiêu đề livestream đấy. Anh em thích thì anh em có thể vào xem. Hoặc là anh em xem đây cũng được. Được anh em ạ. Thực ra là cái gua này tôi cũng khá là bá đạo rồi. Tôi cũng khá là bá đạo rồi anh em ạ. Đây này thì anh em có thể thấy này. Ủng kim cương này. Quần những thứ. Chung là tôi full hết đồ rồi. Chung là tôi chả thiếu một cái gì luôn anh em ạ. Thanh kiếm của tôi. Thanh kiếm của tôi được gọi đặt tên là thanh kiếm phò đấy. Nó một thanh kiếm khá là phò, thế nhưng mà thực ra thì cái sức chém của nó cũng không có phò lắm đâu. Thế nó cũng khá đáng sợ. Chứ mà cái gua này tôi cũng full hết rồi anh em ạ. Thế nên là kiểu thỉnh thoảng đợt này tôi cũng cứ chán chơi ấy, là bởi vì kiểu nó full đấy. Nên nó cứ chán chơi ấy anh em ạ. Chán chơi ấy, thế nên là tôi mới cứ thích chơi cái gua mới anh em ạ. Đấy thì bây giờ đơn giản thôi, đi về thôi. Chả có gì anh em ạ. Thôi nói chung là tôi vào tôi review cho anh em vậy thôi. Và tôi review cho anh em vậy thôi chứ mà nó cũng chả có gì. Thì bây giờ thì anh em có thích tôi đi chơi trong cái cua này không? Hay là anh em thích tôi quay trở lại cái cua sinh tồn mà
Vừa nãy tôi với anh em cùng chơi, cái gua mà chúng ta chả có cái mẹ ở đấy, cái gua mà chúng ta trần chuồng ấy. Mở server hả? Thôi anh em ơi, anh em đùa tôi à? Tôi mở server rồi, anh em vào rồi, anh em phá nát cái gua này của tôi đấy. Không mở đâu. À đây, có vẻ của tôi đấy. Còn cái rìu với sẻng, ừ đúng rồi, nó còn cái rìu với sẻng là bởi vì tôi lười ấy. Tôi lười lắm anh em ạ, thế nên là tôi mới không đi up. Tất cả là kiểu là tôi dùng rìu ít lắm. Bởi vì là tôi có cái máy farm đá mà, bởi vì tôi có cái máy farm gỗ mà. Nói chung là hai cái thứ cần thiết nhất ấy, đó là đá và gỗ, là tôi có máy farm hết đấy các bạn ạ. Nên tôi chả cần phải có rìu ấy. Ôi. Gắt đây các bạn, gắt, gắt đấy, gắt đấy, ghê quá. Đi mai đi up nốt á. Đi mai up nốt à? Ok. Vậy thì tôi sẽ cho anh em xem thử mấy cái máy farm của tôi hoạt động thế nào nhá. Đầu tiên là tôi sẽ cho anh em xem cái này. Tôi sẽ cho anh em xem cái máy farm quái vật của tôi. Là nó farm 4 con luôn anh em ạ, nó farm con scare này, nó farm con zombie này, nó farm con creeper, nó farm con nhện luôn. Và nó farm cực kỳ kinh. Đây. Tôi sẽ cho anh em xem. Qua 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 qua. Tôi có ba máy farm khủng đấy, tôi cũng đã nói với anh em rồi đấy. Mà thực ra dùng cái bản BSL này trông nó hơi sáng quá đúng không? Yeah. Kiểu trông nó hơi sáng quá anh em ạ. Sáng cái này chói mắt nhở, chói mắt quá anh em ạ. Vậy chắc là tôi chỉnh qua cái bản kia nhá. Đây, chỉnh qua bản CU đây các bạn. Còn hai cái giày nữa, up hết lên cho đẹp hả? Cái này được rồi, mình cái này mình bá đạo rồi anh em ạ. Đây, tôi sẽ trèo lên trên cái máy phong cái vật. À mà thực ra tôi chả cần trèo lên đâu, chả cần trèo lên đâu anh ạ. Là bởi vì là lúc trước là tôi đã farm quá nhiều rồi. Đây, đây là tổng cộng là 9 cái rương của tôi. Đấy. Có nhiều đồ anh em, đây tôi có rất là nhiều thuốc súng đây. Tôi đã mang thuốc súng đi và tôi tìm giáp địa ngục nhá. Tôi tìm nó gọi là cái gì nhỉ? À, mảnh vỡ cổ đại. Vứt cái này ra này, vỏ sò. Vứt củ rền ra này, mạng nhện không cần đâu này. Bí ngô thì tôi rửa ok, vứt hết luôn anh em ạ. Chúng chả có gì cần đâu. Hồi trước là tôi dùng cái sảng này, lúc đấy là tôi đào cái đảo nấm đấy và tôi đổi hết thành cỏ đấy. Tôi dùng xong rồi, bây giờ sắp hỏng luôn rồi. Thế nhưng mà tôi lười quá nên tôi còn chưa đi sửa ấy các bạn. Tôi sẽ lấy ấy này, tôi lấy thuốc súng này. À, cũng khá là nhiều rồi. Tôi đã tạo bom. Sau chúng ta cùng đi và tìm mảnh vỡ anh em nhá. Ở đây. Đây là cái máy farm đá của tôi. Nó đã khá là lâu rồi tôi không có động vào cái máy farm này. Là bởi vì ở đây này các bạn. Bởi vì là nó vẫn còn quá là nhiều đá các bạn. À, nó vẫn còn quá là nhiều đá. Thế nên là tôi chả cần phải động vào nó luôn đấy anh em ạ. Tôi farm nó có đúng một lần, tôi farm nó có đúng một lần là ở tập thứ 11 đấy. Và đến tận bây giờ là cái series hardcore 1000 năm của tôi là tôi đã chơi đến tập thứ 4 hay mấy rồi. Và tôi cũng chưa động vào nó lần thứ hai luôn đấy anh em ạ. À, là máy farm đĩa nhạc đúng không? Cái máy farm đĩa nhạc thì tôi có biết làm, đó là mình cho con skeleton nó bắn vào con creeper đúng không? Tôi có biết cái đấy. Nhưng mà tôi lười quá anh ạ, tôi lười quá. Đây tôi có thuốc súng vào đây đã, để tôi lấy cát ra này. Tôi lấy cát ra này, cát đâu, cát đâu. Tôi chết rồi. Có vẻ là tôi toàn là cát kết thôi anh em ạ. Tôi không có hạt cát rồi. Chắc là tôi sẽ đi đào cát á, đây. Tôi có cái sảnh thần đây. Tôi đào cát tí các bạn ạ. Thật sự là nhà của tôi ở sa mạc cũng khá là tiện. Đấy. Đào phê lắm anh em ạ. Đào đào rất là nhanh. Nó rất là phê. Ok anh em ấy. Thế thì sang buổi sau thì anh em thích tôi chơi cái gì? Sang buổi sau thì anh em thích tôi chơi RL Craft đúng không? Thế là sao? Để tôi biết tôi có livestream cho anh em buổi sau chứ. À đúng rồi, thực ra là nó vẫn còn một vài cái nữa mà tôi cũng chưa có show cho anh em. Đó là tôi có một cái máy farm sắt, tôi có hai cái máy farm sắt luôn. Và tôi có một cái máy farm nhện và một cái máy farm skeleton luôn. Thế nhưng mà nói chung là nó ở khá là xa. Nó ở khá là xa. Thế nên là nếu mà anh em mà có thích tôi show thì tôi sẽ show cho anh em. Thế nhưng mà thực ra là tôi xây nó cũng đơn giản. Bởi vì là mấy cái máy farm nó xây nó cũng đơn giản mà anh em thì nó cũng không có gì lắm. Nên là thực ra là tôi nghĩ là nếu mà anh em thích xây ấy, thì anh em cứ lên mạng mà anh em xem xây cũng được.
chứ anh mà anh em cũng chả cần xem của tôi đâu. Bởi vì là cái chỗ spawn nhện đấy và cái chỗ spawn skeleton thì nó ở khá là xa. Tôi phải chạy thẳng với cái phía này này nó mới tới được. Cái này là cái cối xay gió của tôi anh em nhá. Hả? Nó là một cái kiểu khá là chill, nó là một cái cối xay gió khá là đẹp. Được có đấy, tôi sẽ cắt cái này được có đấy nhỉ, để tôi thử làm thử bom sao nào. Thử làm thử xem mà được bao nhiêu bom vào nào. TNT. À đây rồi. 64 à? Nói chung là 64 vẫn còn ít đây các em ạ. 28 nó vẫn còn ít đấy. Để tôi phá thêm sao nào. Sau kinh nghiệm à? À đúng rồi, kinh nghiệm ít thế này ấy là bởi vì là do buổi trước là tôi đã dành hết tất cả kinh nghiệm để tôi ép và tôi làm ra được một bộ giáp full khảm đấy. Đó, nó chính là mấy cái đống này này. Đó, nó full khảm đây các ạ. Thế nên là kinh nghiệm của tôi mới ít vậy bởi vì tôi dùng hết sạch kinh nghiệm luôn đấy. Chả có một tí luôn đấy các ạ. Trời tối luôn rồi. Ê, ít kinh nghiệm, ừ ít kinh nghiệm đấy thì là do tôi ấy đấy. Trời tối rồi anh em ạ. Được rồi, vậy chúng ta cùng vào đi ngủ tí anh em nhá. Cùng vào đi ngủ tí. Mà thực ra là tôi đang suy nghĩ này anh em ạ. Xin resort pack à? Thì là tôi chỉ dùng shader thôi anh em ạ. Là tôi dùng bản Seus. Tôi dùng Seus Renew và bản BSL. À, tôi chỉ dùng có hai cái đấy thôi. Chứ tôi không có dùng tài nguyên anh em ạ. Tôi không có dùng resort pack. TNT Duper à? Tôi có biết cái đấy, tôi có biết cái máy TNT Duper thế nhưng mà kiểu tôi lười quá anh ạ. Nên là tôi không xây. Ủa con cát đây. Con cát nó láo thật anh em ạ. Chết cha rồi. Quái nào tôi mang vẹt vào đây luôn. Vẹt đây chắc là có gì thì em ngồi đây em nhá. Chắc là tôi phải để vẹt ở đây anh ạ, chứ không thì vẹt nó chết đấy. Ngồi em, ok rồi. Tôi nhớ là hồi trước là tôi đi tìm mảnh vỡ là tôi tìm ở đây này. Là tôi có một cái hầm ở đây này. Tôi nhớ là trước là tôi đào một cái hầm ở đây mà nhỉ. Tôi nhớ là cái đợt khá là lâu rồi thì tôi có đào một cái hầm ở đây này. Quái nào mà tôi lại, vì sao mà tôi lại không thấy cái hầm nào ở đây vậy? Nó là một cái hầm mà tôi chưa đi tìm mảnh vỡ các bạn. Để tôi nhòm thử xem nào. Thực ra tôi có đào hai cái hầm, nó cũng có một cái hầm nữa là nó ở đây. Ở đây này. Ôi, đây á. Sâu quá các bạn, sâu cái này là tôi sợ chết đấy. Để tôi đây. Để tôi chạy xa tí. Tôi sẽ đi đào ở đây đi này. Ôi, cẩn thận đây các bạn. Nhưng mà công nhận là dùng cái shutter này nó khó nhìn nhỉ. Cái tối này khó nhìn nhỉ anh em nhờ. Tôi đào ở đây các em nhá. Chúng ta cùng đi tìm mảnh vỡ ở đây các em nhá. Nhìn thanh tim đẹp á. Đẹp mà anh em, là bởi vì là chơi hardcore nên là tôi có thanh tim này đấy. Quặng này. Thực ra bây giờ cũng chẳng cần quặng đâu. Để tìm mảnh vỡ là tôi sẽ đào xuống tầng thứ 11 thế sao ấy. Tầng thứ 11 đấy anh em ạ. Tìm mảnh vỡ là tôi đào tầng ừ đúng rồi. Sau đó tôi đã dùng bom mà tôi cho nó nổ. Tải shutter á. Tắt shutter cho dễ nhìn á. Uầy. Đây là một cái hồ lava luôn đấy anh em ạ. Uầy. Kinh nhở. Tôi đào ra cái hồ lava luôn anh em ạ. Thôi anh em ạ, tôi đi lên thôi. Nhưng mà cái hồ lava này thì mình cũng không có làm được gì rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ đào lên. Đây. Để dùng cái này xây lên này, tôi đi lên cho nhanh này. Đây. À. Mà thực ra là tôi rất là thích chơi mấy cái game như kiểu là tôi rất là thích chơi mấy cái loại mod như kiểu là Rollercraft ấy. Thế nhưng mà tôi đang lo này. Thì nếu mà anh em nào mà theo dõi Minecraft lâu ấy thì anh em sẽ biết đó là Minecraft nó sắp ra bản chính thức, nó sắp ra bản 1.17. Thì kiểu là giả sử kiểu tôi mới livestream ơ thế quái nào Pickly nó bực tôi à? Có vẻ tôi không mặc đồ vàng hay là Pickly nó bực tôi anh em ạ. Pickly
Ôi, tôi chán nó một phát chết luôn đấy các bạn. Thì kiểu là nếu mà tôi mà livestream nếu mà tôi mà livestream RL Craft thì tôi livestream được có mỗi kiểu là 3-4 buổi, xong rồi thì biết đâu rồi nó lại ra cái bản bản 1.7 ấy. Lúc đấy thì chả lẽ là tôi lại bỏ cái RL Craft và tôi lại quay qua chơi kia, nó hơi buồn cười. Thế nên là tôi cũng chưa biết thế nào. Thì anh em có đề xuất gì không? Kiểu là thì anh em có thích chơi thì anh em có thích tiếp tục hardcore này, thứ hai là anh em thích RL Craft thì anh em có comment để mà tôi còn biết, để tôi còn cân nhắc làm sao. Nói chung là tôi đã chiều theo ý anh em thôi. À đây này, cái này chính là cái hầm mà hồi trước của tôi đào này đó, chính là cái hầm đấy các bạn ăn á, tôi ăn là mày. Cái hầm này nó cũng đưa tôi ra chỗ lava à? What the hell, kinh ấy nhở. Có phải là tôi bị vào lava rồi anh em ạ? Này là quá hardcore. Ừ đúng rồi đấy anh em, này là quá hardcore 1.000 năm của tôi đấy. Ừ thì 1.7 là nó ra snapshot đấy, thế nhưng mà nó chưa ra bản chính thức ấy, nên là nói chung là tôi cũng không thích chơi lắm. Chờ bản chính thức nó phê. À đây này, đây này, đây này, đây này. Đây chính là cái đường hầm mà tôi nói này, cái đường hầm mà hồi trước mà tôi đi này. Đấy, tôi xuống đây các em nhá. Chúng ta sẽ cùng đi ở đây. Chúng ta sẽ cùng tìm mảnh vỡ ở cái đường này. Nhưng phải cẩn thận đây các em, bởi vì tôi nhớ là cái đường này nó cũng có khá là nhiều lava. Đây mình tới đây này, mình tới đây này là tôi nhớ là đây hồi trước là tôi quanh nó vào đây này. À, đây là cái tàn tích tôi để lại đấy, tàn dư tôi để lại do những đợt tôi tìm tìm mảnh vỡ này các em. Tôi đào bên này các em nhá, tôi đào bên này và chúng ta cùng tìm bên này. Ái chà, ái chà, ái chà, chắn chắn nó lại anh em ạ. Đấy thì nói chung là tìm lava nói chung là nó cũng khá là nguy hiểm, tìm mảnh vỡ cũng khá là nguy hiểm anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi đây, tôi vào bên này đào đi, tôi đào trong này anh em ạ. Uầy, nó có vẻ là hồi trước là tôi tìm cũng khá là nhiều. Quái nào mà ở dưới này nó cũng có pick lin à? Ôi, chào anh. Ờ, chào anh. Chết luôn, làm sao nó láo với tôi được. Tôi thử đào ở đây anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng thử xem là hôm nay vận may của chúng ta tới không anh em nhé. Thì thực ra là tìm mảnh vỡ tôi thấy nó còn dễ hơn tìm kim cương anh em ạ, thật. Tìm mảnh vỡ còn dễ hơn tìm kim cương, cái đó là chúng ta cứ đào ở này thôi. Xong rồi đó là chúng ta đơn giản lắm. Chúng ta đặt nhiều TNT ở đây các ạ. Sau đó chúng ta cho nổ. Cái đơn giản luôn anh ạ. Đây nhá, tôi đào xong rồi nhá, tôi chắn cục ở đây này. Xong rồi tôi đã lôi TNT ra. Tôi không mang cái đánh lửa nhỉ? Vậy tôi không mang cái đánh lửa rồi anh ạ. Thế nhưng mà không sao. Nói chung là vẫn có cách anh em ạ. Hello anh em Hoàng. Hello anh em. Đấy, chúng ta đặt ra cái này. Xong rồi đó thì nếu mà bây giờ mà chúng ta mà không đánh lửa ấy thì chúng ta phải dùng lava thôi anh em ạ. Tôi sẽ vứt cái xô nước của tôi đi, đặt cái xô nước ở này đó, xong rồi tôi sẽ lên trên này. Tôi sẽ mang cái lava này xuống đây này, múc ơi múc á. Ok ở đây các ạ, xong rồi mình sẽ đặt vào quả TNT. Quái nào mà tôi đập vào nó mà nó không nổ anh nhỉ anh ạ? Ôi, đây là một cái logic game khá là buồn cười các bạn. What? Cái này là sao? Tôi quên mang cái đánh lửa rồi. Nếu mà bây giờ mà tôi mà có sắt nhỉ? Nếu à đây này, ô này. Cháy thế nhưng mà nó không nổ đấy anh em. À đây này, rồi 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 các bạn. À uầy, có thế là nó nổ hơi to nhỉ. Uầy, nó nổ khá to các bạn. Rồi ghê đấy, nó nổ phát mà nó ra lava luôn này anh em. Hello bạn. Hello anh em. Hello bạn bún nhá. À, đây tôi nhảy qua đây em nào. Nhảy. Ủa rồi. Ok, qua rồi. Tôi sẽ nhòm thử xem là có mảnh vỡ không nào. Không biết là có may mắn không. Đây là cái này là đá thôi đúng không? Cái đó là đá trong địa ngục thôi anh em ạ. Tôi sẽ xây lên trên này xem sao nào. Đây, tôi nhảy qua đây em sao. Nhảy qua.
Nói chung là anh em đừng lo, tôi trâu bò lắm, sao mà tôi chết rồi anh em, trâu lắm. Giáp của tôi nó không mất tí máu luôn đấy các bạn. Không có mảnh vỡ nhỉ. Không có mảnh vỡ rồi. Nếu mà như vậy thì đây đây, tôi đã đi qua bên này làm sao. Tôi đã đào thử bên này anh em ạ. Ui tôi đào cái này là nó xuống bedrock luôn rồi anh em ạ. Ôi tôi đào cái này là xuống nó xuống bedrock luôn rồi. Đây là tầng bao nhiêu? Đây là tầng... Ôi có lava, có lava, có lava, mình chắn nó vào. Đây là tầng thứ 5 à? Tầng thứ 5 thì không có là đúng rồi. Tôi đã đào lên trên anh em ạ. Tôi đã đào lên tầng 11 anh em nhá. Thử thách đã... Ôi từ 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 từ. Ôi trời ơi, tôi đọc comment của anh em sâu chít. Tí nữa là tôi bị la... Chít tí nữa là tôi bị lava nó. Quái nào mà nó có nhiều lava ấy nhở? Ghê thật. Đây anh em, ôi có vẻ xung quanh đây nó có khá nhiều lava anh em ạ. Tôi qua bên này em sao nào. Đây anh em ạ, tôi thử đào bên này em sao nào. Tôi đi ngủ đây, ok. Bye anh em nhá. Đây là đá này, đá đen này, đá đen này. Lại lava nữa này. Đây tôi đã đào qua bên này em sao. Ít ra hôm nay chúng ta phải tìm được một cục chứ anh em nhở. Chả lẽ là không tìm được cục nào thì nó thất bại quá. Tôi đào cái bên này anh ạ. Hình như là bên trên là một cái hồ lava sao ấy. Hình như là vậy anh ạ. Thế nên là tôi đào mãi mà tôi toàn đào lên lava ấy. Chắc là vậy rồi. Đây tầng bao nhiêu ấy? Đây là tầng... Ô đây tầng 16 rồi anh ạ. Được rồi, tôi đã đào nó qua bên này. Xong rồi đó là tôi đã đặt bom. Tôi đã đào nó qua bên này. Đấy, mình đào hai ô thôi anh ạ. Ồ hình như cái này là một cái hầm mà tôi từng đi rồi. Hình như là tôi từng đi qua cái hầm này rồi anh em ạ. À được rồi, vậy thì tôi sẽ đi qua cái hầm này luôn. Tôi đào tiếp luôn anh ạ. Tôi đi qua cái hầm này luôn. Tôi không xuống cái hầm này đâu. Cái hầm đó là tao từng cho nổ rồi. Chúng ta sẽ đặt thử TNT ở đây anh em nhé. Đặt thêm tí nữa, thêm tí nữa. Đây rồi đấy, tôi đặt thử đây em thân à. Toàn lava, ừ đúng rồi, tôi cũng chả biết là vì sao mà toàn lava luôn anh em ạ. Có vẻ là số tôi khá là xui. À thực ra là mấy cái chỗ này là tôi đều đi hết rồi mà anh em. Thế nên là toàn lava nó cũng có chuyện bình thường. Bởi vì là cái chỗ nào nó có đất ấy thì tôi cho nổ hết rồi. Nên là toàn lava ở đây. Tôi sẽ cho lava vào đây. Và tôi mong là nó sẽ cháy lên cái TNT của tôi. Chúng ta phải đợi một tí rồi anh ạ. Để chúng ta phải đợi một tí rồi. Hay là tôi đặt lava lên trên đầu mấy cục TNT cho dễ cháy nhở. Chắc là tôi đặt nó lên trên đầu cho dễ cháy các bạn. Ê mình lùi lùi tí anh em ạ. Chứ không thì lava chảy vào đấy. Đây chắn cái này vào. Đặt lava ra. Ở đây đây ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhầm. Đó anh em ạ. Xong bây giờ là mình chỉ cần đợi thôi. Đợi thôi. Nó cháy khá là lâu đây anh em ạ. Nên là chơi hardcore chung là cái giai đoạn đầu mới chơi nó khá là căng. Làm thuốc fire resistant. Ừ thực ra tôi cũng khá là thích cái thuốc ấy, thế nhưng mà bây giờ mà chạy về nhà ấy, nó hơi lâu, tôi lười quá. Quái nào mà nó vẫn chưa cháy nhở? Nào, đây đây, tôi xây ra đây này. Đấy. Bây giờ phải đứng đợi cho thuốc, đứng đợi cho lava nó ấy vào ấy em ạ, chạy xa TNT ra. Sao anh ạ? Tôi thật với anh ạ, tôi đứng ở đây, tôi không chết ở đâu, thật. Tôi đứng ở đây, tôi không chết đâu anh ạ. Tôi trâu bò mà anh em. Giáp của tôi là full khảm mà. Full khảm mà. À đây đây đây. Nè 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 nè. Đấy. Nó cháy vào đây anh em ạ. Né né là chứ không còn làm nổi mà acid đấy. Ui ghê nhờ. To nhờ. Tôi đấy nổ khá là. Ủa ơi. Nó có lava chắn rồi này. Đây đây né né ra. Né né ra. Ồ một cái hố khá là to. Nhưng mà chả thấy một cái ấy nào. Cái gì kia? Bedrock à? Có không? Có cái nào không? Cái này là một cái hầm tôi từng đi rồi anh em ạ. Nó có hơi tối không anh em? Nó có hơi tối không? À nó hơi tối. Tôi cầm cái này ra cho anh em nhá. Tôi cầm đuốc ra cho sáng.
không thấy một cái mảnh ảnh, tôi không thấy một cái mảnh vỡ nào anh em ạ. Hình như tôi đào hết rồi hay sao ấy, hay là do tôi bật shutter nên là trông nó hơi khó nhìn nhỉ, hay là do tôi bật shutter nên là trông mấy cái mảnh vỡ trông nó màu đỏ đỏ kiểu kiểu này nên là tôi không nhìn ra nhỉ. Hello bạn, hello Thảo nha, hello Thảo, hello bạn Hà, tắt shutter à? Thế tắt tí anh em nhá, tắt tí thử xem là nó có dễ nhìn không nhá. Tắt đúng không? Thôi thì chơi kiểu nhà nông cũng được nhỉ. Đấy, tắt cái này thì dễ nhìn hơn. Sao tối này? Quá nào mà à, đây này, đây này, đây này. Anh em có ý kiến hay quá, tôi vừa tắt cái mà tôi tìm thấy luôn này. Hay quá anh em ạ. Tuyệt quá. Đào luôn. Đào luôn. Mà chỉ được có một cục thôi anh ạ. Tôi được một cục rồi. Tôi vứt cái đá ra này, tôi vứt cái đấy, tôi vứt cái này ra này. Vứt đá địa ngục ra. Đắc quá. Khá đắc. Khá đắc đây các bạn. Để tôi nhòm thử xem còn cái gì không, chứ chả lẽ có một cục đấy à? Tôi tốn một đống TNT để đổi lại được có một cục à? Tôi đặt đuốc làm sao nào? Ở đây có không? Hình như không có anh em ạ, chỉ có một cục thôi anh em ạ. Tôi chạy thử qua phía này em nào. Ở đằng sau cái lớp lava này là biết đâu lại có gì đó đúng không nhỉ? Đào qua thử tí làm sao? Ôi từ từ nè 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 nè. Bây giờ là phải cẩn thận anh ạ. Né néo ra. Ôi. Hình như ở đây là một cái biển lava rồi anh em ạ. Tôi đã đào bên này làm sao nào? Tôi sẽ đào bên này để xem thử xem là có gì không. À đây. Ngon quá. Đào đây luôn anh em ạ, đúng không? Tôi đào ở đây luôn. Tôi đặt bom vào đây luôn. Chứ mà tôi việc gì mà tôi phải nhòm ở bên kia đúng không? Ba stack TNT chỉ được một cục cái thốn vậy. Thốn vậy anh em. Tôi nghe câu của anh em thấy khá là an ủi đây. Thế là cũng khá được an ủi đây ạ. Bắt game mốt một lên đã thôi. Mẹ chơi vậy. Anh em chơi vậy. Nếu mà anh em chơi game mốt một là anh em không là anh em sẽ không còn là anh em sẽ không còn cái cảm giác gọi là chát co đâu. Mình chơi vậy các bạn, chơi vậy chơi bẩn quá, mày chơi vậy chơi đéo. Đừng đào như thế á. Sao vậy? Trời ơi, cái đó để làm gì á? À. Nếu mà anh em có cái mảnh vỡ của đại này là anh em sẽ up được cái đồ. Đây cái đồ này là đồ kim cương của tôi. Nếu mà anh em có mảnh vỡ của đại ấy, là anh em sẽ up được nó lên lên thành một cái giáp. Tôi gọi nó là giáp địa ngục, nó khá là khỏe. Nhảy vô lava vui cực. Vui. Vui. Quá vui các bạn. Đấy, đây nhá. Đây là một stack. Đây là một stack 64 của tôi đây các bạn nhá. Tôi đã thử xem là với cái stack 64 này là tôi có được một cục được không. Làm cái nút gỗ à? À ừ. Đúng rồi. Thế nhưng mà tôi lại không có ấy hả? Nhưng mà tôi lại không có gỗ ở đây các bạn. À đây này. Múc qua đi. Trốn 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 anh các bạn. Trốn trốn. Kinh nhỏ. Tôi thấy nó nổ khá là to đây anh ạ. Anh em thấy cái âm thanh nổ nó có to quá không? Nó có làm chói tai anh em không? Tôi sẽ nhòm thử xem nào. Nhòm thử xem là có cái gì đây? Thạch anh đây anh em ạ. À đây này. Có hai cục này anh em. Có hai cục này. Ui ngon quá này. Ôi từ từ từ. Đào đào đào. Đào ra anh các bạn. Chứ là mình mà nhảy ở đây ghê lắm. Tôi nhòm thử làm sao nào. Uầy. Có vẻ là nó nổ khá là xa đấy. Cái này chắc là tôi sẽ tìm thêm cục nữa. À này, thêm cục nữa này anh em này. Có khá là nhiều đấy anh ạ. Tôi sẽ lên tôi đào ở đây trước. Có kìa, có kìa, có kìa. Ông có gỗ hay đá thì làm nút đá. Ừ, thực ra là nếu mà được thì tôi cũng muốn làm lắm, nhưng mà trên người tôi chả có cái mẹ gì anh ạ. Trên người tôi nó có một con cu thôi các bạn ạ.
Tôi sẽ xây trên này cho nó an toàn. Hai cục rồi anh em ạ. Nó có vẻ là đây nó có mới hai cục rồi, được ba cục rồi. Ôi nếu vậy là mình đào thêm một cục ở kia nữa là mình được bốn cục đấy anh em ạ. Tôi qua đào thử xem nào. Không biết là ở bên dưới này, hình như là ở mấy cái tầng thấp thấp ở bên dưới mà gần bedrock mà nó không có sao ấy anh em ạ. Mà nó chỉ ở mấy cái tầng bên trên này đây này. Một cục nữa này. Để tôi vào đào. Có gì không? Hình như còn có mỗi cục này anh em ạ. Còn có mỗi cục này thôi. Máy trâu thế á? Máy tôi á? Máy tôi có trâu ở đâu anh em? Thực ra là cái lúc ấy là nó lag ấy, thế nhưng mà bởi vì là cái livestream của tôi chung là chung là cái livestream nó mượt ấy, chứ mà cái máy tôi giật vãi đái luôn đấy, thật nó lag lắm. Tôi được 4 cục rồi, tôi được 4 cục, cái này là tôi đủ để đổi thêm một cái đồ thành ấy đấy. Thì em thích tôi đổi cái gì, thì em thích tôi đổi cái cuốc, hay là anh em thích tôi đổi cái xẻng. Tôi thì nói chung là trong xẻng với cái xẻng với cái rìu chứ. Thì nói chung là trong cái xẻng với cái rìu ấy thì tôi thích cái xẻng hơn, bởi vì tôi hay đào cát nhiều hơn, tôi đào đào đất ấy, đào cát rồi đào nhiều hơn. Chứ còn cái rìu nói chung là tôi chả dùng lắm quá luôn anh ạ. Bởi vì tôi có cái máy farm gỗ mà, chả cần cái rìu luôn anh ạ. Nói chung là thế này là ngon rồi đấy. Bây giờ chúng ta về thôi anh ạ, chứ là tôi cũng hết sạch tay ở tay rồi. Cái giày à? À ừ cái giày đúng rồi. Thôi anh em đấy, bật hack làm gì? Thực ra là chơi ở trong này ấy, thì bật hack thì nó chả vui đâu. Kiểu là thỉnh thoảng thì nếu mà tôi mà có muốn chụp cái ảnh thumbnail ấy, thứ hai là cái gì ấy, thì tôi sẽ dùng một cái nick phụ và tôi vào tôi chụp thôi. Thì tôi sẽ cho cái nick phụ nó bay bay và tôi chụp ấy, chứ còn lại thì mẹ chứ kiểu mà mình chơi nick chính ấy rồi thì anh em mà chuyển qua cái mode 1 mà anh em chơi ấy, mẹ nó cảm giác nó phò lắm thật. Tôi đi đường nào nhỉ? À đây tôi nhớ là vừa nãy là tôi đi vào bằng cái đường này. Bây giờ tôi sẽ tìm đường về các bạn. Vậy chúng ta cùng về và chúng ta nung thôi. Tôi sẽ ép vào cái giày các em nhá. Vậy chúng ta sẽ có được một cái giày ngon. Để tôi nhớ là vừa nãy là tôi đi ra khỏi nó bằng cái chỗ nhỏ nhỏ này đúng không? Đúng không? Đúng không? Tôi lên nhóm thử nào. Nó ở đâu đó ở xung quanh cái cột lava này ấy, tôi cũng không có nhớ lắm. Ôi, đâu ấy nhỉ? Lạc đường rồi anh ạ. Thật sự là cái lúc nào mà tôi đi tìm mảnh vỡ là tôi cũng đều bị lạc anh ạ. Thật sự. Ôi ôi nè 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 là. Thôi thì lạc đường thì đào đường về thôi anh ạ. Lạc đường thì tự đào đường về thôi anh ạ. Tôi nhớ là cổng của tôi là ở vị trí 79 và 89 hay sao ấy, hình như là 4989 ấy. Để tôi đào thẳng. Ôi cái gì đấy, cái gì đấy. Nhầm đấy các bạn. Chạy về phía này là nó đang tăng à? Chạy về phía này là nó đang giảm. À ừ đúng rồi. Nếu vậy là tôi cần phải chạy về phía nào? À đây đây. Tôi cần phải chạy về phía này các bạn. Tôi cần phải chạy về phía này. Sao đâu ấy nhỉ? Đấy. Nói chung là bây giờ tôi sẽ cứ đào cái phía này và tôi sẽ tìm đường về các bạn. Tôi nhớ là cái cổng của tôi là nó ở tầng 61 ấy, nó ở tầng 61 như vậy tôi đã đào lên bên trên luôn. Đào lên bên trên và tôi sẽ tìm đường về. Có khá là nhiều sỏi anh em ạ. Mà nói chung là cái tầm tầng này ấy, thì mình cũng không còn tìm được mảnh vỡ đâu. Tầm này thì cũng không có mảnh vỡ đâu anh ạ. Cứ đào lên hẳn mặt đất à? Cứ đào lên hẳn mặt đất thì tôi sợ nó có lava ấy, nên tôi đào chéo chéo làm sao anh ạ? Tôi đào chéo chéo cho nó an toàn. Nhưng mà chốc nữa mà tôi gặp lava thì nói chung là tôi bơi trong lava. Thế nhưng mà kiểu là tôi sợ lava, tôi sợ cái biển nó rộng ấy, nên là tôi sợ tôi chết lắm. Nên là từ từ anh ạ. Dù sao tôi chơi cát con này tôi chơi cũng lâu mà. Nhưng bây giờ tôi chết cái là tôi ăn shit đấy. Ô này, tôi đào ra được cái hầm này này. Tôi cho nó quen quen anh em ạ, hình như là tôi từng ở đây rồi. Để xây lên xem nào. Cho nó quen quen nhỉ. Để tôi nhảy qua đây. Chỗ này là chỗ nào? Ô, nó có một khu rừng đỏ ở đây. Khu rừng đỏ thì nó lại không ở cạnh cái cổng của tôi.
Ôi hình như là tôi đang càng ngày tôi càng đi xa cổng của tôi ra rồi anh các bạn. Phải chạy về cái phía này đây này, phải chạy về cái phía này thì nó mới là đi qua cái cổng của tôi được. Tôi chạy về cái phía này. Nó có hơi tối không anh em? Nó hơi tối đúng không anh em? Nó hơi tối một chút nhỉ. Ừ, đây để tôi vào chỉnh độ sáng lên cho anh em nhé. Ừ, đây độ sáng này tôi chỉnh lên max luôn cho anh em ấy. Chắc là nó cũng sẽ đỡ phần nào ở đấy. Được rồi này. Cho ngon rồi này. Đây tôi trèo lên chỗ này làm sao anh ạ. Tôi lên đây xem thử xem mà từ đây mình có nhìn thấy cổng của mình không. Lạc được. Không sao anh em ạ. Mình cứ nhớ vị trí là mình sẽ về thôi. Ủa nó láo nhờ, nó láo nhờ. Dám đánh tôi anh em ạ. Ủa láo, ủa lếu thật. À đây này, tôi nhớ là cái chỗ này là cổng của tôi này. Tôi nhớ là cái chỗ này là chính xác cổng của tôi luôn anh em ạ. Mình cứ chạy thẳng phía này là mình về cổng đấy. F3 đâu ấy nhở. Ô nó có tiếng gác à. Tôi chạy ở đây đúng không? Đúng rồi tôi chạy ở đây láo tăng mà. Đúng rồi đúng rồi. Cái đường là chính là đường về cổng ngồi đây này. Cái chỗ này là chỗ tôi xây này. Có vẹt tôi này. Về đi về mày. Về mày đi về đây. Về 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 về. Về về đây. Về về rồi các bạn. Thành công rồi. Thế là tôi cũng đã gọi là tôi cũng đã có được một cái giày rồi. Cũng đã có được một cái giày. Một cái giày giáp địa ngục. Tôi đã nung nó nào. Cái lò luyện kim của tôi đâu. Đây. Đấy. Cái lò luyện kim là được tôi để một cách nó rất là dễ thương. Đấy. Cái lò và cái đèn. Đàn tôi đâu ấy nhỉ. À đây tôi nhớ là cái xô lava là mình cũng dùng để nung được anh ạ. À mình dùng cái xô lava mình nung luôn. Xong rồi tôi đã lên và tôi múc nước. Tôi múc nước thì tôi ra cái hồ tôi múc, tôi ra cái hồ tôi múc đi. Đây này á, căn nhà tôi gần biển nên là nó khá là tiện. Hello anh. Hello anh em, hello anh em. Lại đến 3 giờ sáng á? Không. Không anh em ạ, thực ra là tôi thấy cổ họng tôi cũng bắt đầu đau rồi. Thì chắc là tôi nung xong cái này, xong tôi sẽ khảm nó vào giày. Xong rồi đó là tôi sẽ up. Và buổi sau là tôi sẽ livestream RL Craft anh em nhé. Tối ngày mai thì tôi thì nói chung là tôi dự tính thôi. Tôi dự tính là tối ngày mai tôi sẽ livestream RL Craft. Thì nếu mà tối mai mà không có trục trặc gì á. Còn nếu mà tự nhiên mà nó có trục trặc gì thì chắc là tôi sẽ lại tiếp tục chơi hardcore với các. Hoặc là thế nào đó thì chung là buổi tối mai thì tối mai tính các bạn. Đấy. Tôi có được cái vụ này này. Bây giờ tôi sẽ cần vàng này. Đấy cái này là crew kho báu của tôi đây. Tôi sẽ cất dung nham đi đã này. Đấy, cất khối dung nham đi. Tôi sẽ lấy cái rương kho báu của tôi ra. Tôi lấy vàng ra. Tôi sẽ tạo thành phôi netherite. Đây, lấy cái này xuống. Cho cái này lên. 4 à, đây. Đấy, phôi netherite. Cái bàn rèn của tôi đâu ấy nhở? Cái bàn rèn của tôi là tôi nhớ là tôi để nó ở trên cái cối xay gió. Tôi sẽ vào cái cối xay gió. Chào ông, tôi trở lại đây. Hello anh em. Hello anh em. Thực ra muộn rồi thì anh em cũng đi ngủ đi. Tôi nốt cái này tôi cũng đi ngủ rồi anh em ạ. Tôi lên tôi khảm nốt cái ấy và cái tôi lên tôi biến cái giày của tôi. Ô. Tôi nhớ là cái bàn rèn của tôi là nó ở trong này cơ mà nhỉ. Chắc là tôi bị đáng trí rồi anh em ạ. Tôi sẽ vào cái nhà trong tường này làm sao. Hình như cái nhà trong tường này là nó không có. Đúng rồi, tôi còn chưa review cho anh em cái nhà trong tường đúng không? Đây tôi cho anh em xem này. À, đẹp không? Đẹp không? Đúng rồi. Tôi còn chưa kể cho anh em về sự tích mà con lợn này vì sao nó ở trong này đúng không? Con lợn đấy là nó ở trong cái chuồng này này. Đây, cái này là cái chuồng của tôi đây. À, vậy nhưng mà trong một lần mà tôi vào cái chuồng tôi mở cửa ra con lợn nó ăn nhanh chí chạy ra ngoài. Rất thông minh các bạn. Đó. Và nó cứ đứng ở đây nó canh tôi này, nó cứ đứng ở đây nó canh tôi. Tôi vừa mới mở cái cửa ra. Nó chui vào trong này luôn anh em ạ. Đó. Và nó ở đây chắc là cũng 200 ngày rồi. Nó không chịu ra luôn. Bi à? Bi. Bi này. Rồi rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tôi rèn cái phôi cổ đại vào cái giày. Xong rồi chúng ta cũng ở với em nhá. Ơ. Cái quái nào nhỉ? À đây đây đây. Cái bàn rèn đây các bạn. Đây tôi khảm vào cái ủng này. Vứt cái thạch anh ra chả cần đâu. Thạch anh cần quái gì.
Tôi sẽ lấy cái này này, tôi cho phôi vào. Đấy, phê chưa anh em? Phê chưa? Đấy, bây giờ là thằng nhân vật của tôi là nó là giáp là đó, giáp ở đã gọi là giáp khỏe nhất rồi đấy, mà lại còn full khảm nó rồi. Đấy, full khảm rồi đấy các ạ. Xịn đâu? Xịn đâu? Ok anh em ạ, thì chắc là buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Xong buổi sau thì đấy, thì nói chung là nó giống như tôi đã nói đấy. Sao các anh này đang làm sao này? What the hell anh em? Lát đây các ạ. Chứ mà làm gì có cái chuyện là mấy anh cái lại nằm dưới đất ngủ thế này nhở? Lát đây các ạ. Đấy thì nói chung là trong buổi sau là tôi sẽ tìm cách để tôi livestream RL Craft. Thì nếu mà ok thì buổi sau là tôi sẽ livestream RL Craft cho anh em xem nhá. Còn nếu mà có gì bất chắc thì chúng ta sẽ lại livestream Minecraft Hardcore tiếp anh em ạ. Ok thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem tận đây nhá. Hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Sửa người sắt hả? Bây giờ mà sửa người sắt thì nói chung là tôi chỉ cần dùng sắt thôi. Ở nhà tôi sắt là không thiếu anh em ạ. Đây này, bên trên này là có cái máy pha sắt này. Tôi lên tôi lấy sắt rồi tôi sửa người sắt cho anh em thỏa mãn này. À. Đâu? Anh em muốn sửa anh nào? Đấy. Đấy. Sạch sẽ rồi đấy anh em ạ. Khỏe mạnh cường tráng. Đấy thì trong cái doanh trại của tôi là nó bực thì nó được bảo mật nó cực kỳ kinh khủng luôn đấy các bạn. Tôi xây tường này đó và có rất là nhiều anh golem ở trong này luôn. Bảo mật cực kỳ kinh khủng luôn. Đây nữa với cả là trong cái chuồng của tôi là tôi có một con cừu hồng anh em nhé. Con cừu này là không phải là con cừu tôi nhuộm nhá, mà là con cừu tôi tìm ấy tự nhiên đấy các bạn. À, khá là xinh. Thế quái là nó có Creeper ở đây nhỉ? Ủa, thôi các bạn. Tôi thấy mình né ra đi. Được rồi. Bye bye các em nhá.